Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 111. Nghe vậy, Thanh Ngưu yên tâm, nhìn tiểu nhị, nói chủ tử nhà ta rất kén ăn, từng thử qua rất nhiều đồ hiếm quý trên thế gian, nghe cho kỹ, bổn vương chỉ nói một lần. Tiểu nhị chỉ là một tiểu yêu hợp thể cảnh, không nhìn ra tu vi của Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu, nhưng trà trộn nhiều năm ở quán rượu, cộng thêm hơi thở khủng bố của Thanh Ngưu, không dám chậm trễ. Vội vàng khom lưng nói, đại vương, mời nói. Sau đó Thanh Ngưu nói, một mâm linh quả bạch miêu sơn miêu nhãn cao 3 tấc, 10 con cá lam thủy hà lam, không cần thịt chỉ cần mắt, một tiểu hỏa long hỏa diễm cốc. Dương Bách Xuyên nhìn mỗi lần Thanh Ngưu gọi một món, ánh mắt của tiểu nhị càng thêm cung kính, thằng nhãi này còn cố ý nói lớn, người xung quanh đều nghe thấy các món hắn ta gọi, đều rất ngạc nhiên, xung quanh nổi lên tiếng nói khe khẽ, đều thắc mắc Thanh Ngưu là quý tộc từ đâu đến. Dương Bách Xuyên hơi buồn cười, nhưng nói đi nói lại, Thanh Ngưu thật sự là quý tộc, chẳng qua là quý tộc nghèo túng. Ở trong mắt các yêu tộc xung quanh, mỗi món đồ ăn và cách làm món đó mà Thanh Ngưu nói đều là phong thái của quý tộc. Dương Bách Xuyên rất vừa lòng, bằng này cũng đủ để thu hút sự chú ý của con TT. Sau khi gọi 8 món, Thanh Ngưu vẫy tay, nói, đi đi, chuẩn bị nhanh lên, đừng để bổn đại vương chờ lâu. Tiểu nhị cúi đầu nói, vâng. Đại vương yên tâm, rất nhanh sẽ được chuẩn bị xong, không biết hai vị đại vương có muốn gọi rượu không, tiệm ăn có đủ các loại rượu. Lần này Dương Bách Xuyên ngắt lời tiểu nhị, không cần rượu, chúng ta mang theo rượu, chúng ta không quen uống rượu của các ngươi, đi xuống đi. Người xung quanh nghe vậy, biết bọn họ đang chướng mắt rượu của quán rượu. À, vâng, hai vị đại vương, đồ ăn lập tức được bưng lên. Tiểu nhị không nhiều lời, nhưng vẫn chưa đi. Mỉm cười nói, đại vương, tiệm ăn có quy củ tính tiền trước, tổng của hai vị hết 430 yêu tinh tệ thượng phẩm. Lão Ngưu, cho hắn 450, nhiều đem 20 coi như khen thưởng. Dương Bách Xuyên nói. Thanh Ngưu nói thầm, chủ nhân, người đúng là phá của. Tất nhiên Thanh Ngưu không dám nói ra, nhưng lại chửi thầm trong lòng, ai bảo hắn là chủ nhân chứ. Dù vậy, hắn ta vẫn vùng tay, 450 yêu tinh tệ xuất hiện trong tay tiểu nhị. Cảm ơn đại vương ban thưởng, cảm ơn đại vương ban thưởng. Tiểu nhị vô cùng vui sướng, hiếm khi gặp được vài vị khách giàu, vui sướng hài lòng rời đi. Sau khi tiểu nhị rời đi, Thanh Ngưu truyền âm nói, chủ nhân, tiếp theo phải làm gì? Uống rượu, Dương Bách Xuyên nói, vung tay lên, 2 bình rượu ngon xuất hiện trên bàn, đóng gói trong thùng giấy, bên trên có ghi Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Đây là đồ tồn kho đặt trong hồ Càn Khôn sau khi Dương Bách Xuyên rời khỏi địa cầu, vẫn chưa động vào, đến bây giờ vẫn còn 10 mấy dương. Hắn lớn tiếng nói, lão Ngưu, mở rượu, đây là lọ rượu chân quý nhất của ta, cả tu chân giới chưa tìm ra loại thứ hai đâu. Thanh Ngưu biết chủ nhân cố ý nói cho con tê tê bên cạnh nghe, hiểu ý, phối hợp với lời nói của Dương Bách Xuyên, mở ra một lọ Mao Đài, một mùi rượu thơm lan tỏa, Thanh Ngưu không nhịn được hô lên, rượu ngon. Thật muốn. Dương Bách Xuyên bảo Thanh Ngưu diễn trò, giờ lại lấy ra 2 vò rượu quê hương là để dụ con cá Xuyên Sơn Giáp cắn câu. Nghe thấy Xuyên Sơn Giáp nói chuyện, Dương Bách Xuyên thầm buồn cười. Mọi người đều nói yêu tộc thẳng tính xem ra là sự thật, yêu tộc có tâm tư phức tạp thế nào cũng không lắm chiêu trò như nhân tộc. Xuyên Sơn Giáp vừa tới đã xin rượu uống, tuy có che giấu nhưng đã bộc lộ sự thẳng thắn của yêu tộc, ít nhất là thẳng thắn hơn nhân tộc. Không hàm xúc chút nào. Dương Bách Xuyên đưa mắt ra hiệu cho Thanh Ngưu nhường chỗ, còn bản thân vẫn ngồi bất động, tỏ vẻ đại gia. Đây cũng là cố ý. Thanh Ngưu không ngốc, giữa chủ tớ có khế ước thần hồn nên tên họ Dương nào đó nghĩ gì Thanh Ngưu đều nhanh chóng hiểu được. Thanh Ngưu mỉm cười đứng dậy, sau đó nói với Xuyên Sơn Giáp, xem ra vị đại vương này cũng là đạo hữu mê rượu, uống rượu mà gặp tri kỷ thì ngàn ly vẫn còn ít, rượu ngon kết bạn khắp 4 phương. Nếu vị đại vương này cũng là bạn rượu thì ngồi xuống uống cùng chúng ta một ly đi. Nói xong Thanh Ngưu nhường ra một vị trí, sau đó nói tiếp, ta tên Đại Hùng, đây là chủ nhân nhà ta. Thanh Ngưu thuận miệng bịa tên cho mình, tiếp đó giới thiệu Dương Bách Xuyên nhưng không biết lấy tên gì cho Dương Bách Xuyên, bèn kéo dài giọng nói. Lúc này Dương Bách Xuyên biết là mình cần tiếp lời. Lão Ngưu nói ra mấy câu cổ văn sứt sẹo về rượu đã đủ rồi. Hắn nhìn Xuyên Sơn Giáp. Khẽ mỉm cười cất lời, tại hạ là, Dương Bách Xuyên. Người tới là khách, vị đại vương này không chê thì hãy ngồi xuống cùng uống một ly rượu nhạt.
E là khắp tu chân giới chẳng có nhiều loại rượu này đâu, uống một vò thì ít đi một vò. Dương Bách Xuyên lấy họ giả đồng âm khác nghĩa. Họ giả là, nghĩa là dê, họ thật là, nghĩa là cây dương liễu. Tên họ Dương nào đó cố ý tâng bốc bản thân và rượu là vì hắn đã nhìn ra Xuyên Sơn Giáp thật sự mê rượu, nếu không đối phương sẽ không bị thu hút đến đây nhanh như vậy. Xuyên Sơn Giáp cũng đang đánh giá Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu. Ban đầu hắn bị tiếng gọi món của Thanh Ngưu thu hút. Nghe thấy Thanh Ngưu gọi tên từng món ăn, thậm chí còn đưa ra yêu cầu chế biến, Xuyên Sơn Giáp biết ngay Thanh Ngưu là người của gia tộc lớn hoặc là quý tộc. Yêu quái bình thường không thể có yêu cầu kén chọn đối với món ăn gần như soi mói như vậy, thậm chí có thể nói là chưa từng nghe bao giờ. Tóm lại, Thanh Ngưu gọi món đã thành công thu hút sự chú ý của Xuyên Sơn Giáp, nhưng hắn ta không để tâm. Dù sao Xuyên Sơn Giáp cũng là một tiểu đầu mục dưới trướng Giao Long một mắt một trong bốn thế lực lớn nhất dãy núi Vạn Yêu. Cấp trên trực tiếp của Xuyên Sơn Giáp là Hoa Ban Xà, một trong 10 yêu tướng dưới trướng Độc Nhãn Giao Long. Hắn ta là tiểu đầu mục dưới trướng Hoa Ban Xà, còn là một trong những tổng quản của phủ đệ khu Đông Thành Vạn Yêu, cũng được coi là yêu vật một phương, có chút thể diện ở thành Vạn Yêu, là tấm chiếu đã trải đời. Tất nhiên Xuyên Sơn Giáp đều đã ăn những món Thanh Ngưu gọi, hắn ta không để ý lắm. Nhưng sau khi hương rượu từ bên cạnh bay sang, hắn ta không thể ngồi yên được nữa. Xuyên Sơn Giáp tham tiền thích rượu, cực kỳ mê rượu. Vì vậy khi ngửi thấy mùi rượu, hắn ta không kìm được bèn đứng dậy đi đến bàn của Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu. Khi đến nơi, Xuyên Sơn Giáp phát hiện Thanh Ngưu là đại yêu cấp bậc tôn vương. Hắn ta lập thầm kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Mặc dù đại yêu cấp bậc tôn vương không nhiều nhưng cũng chẳng ít, phóng mắt nhìn khắp dãy núi Vạn Yêu sẽ thấy không ít đại yêu tôn vương sơ cấp như Thanh Ngưu. Huống chi Xuyên Sơn Giáp cũng có tu vi tôn vương sơ cấp, mà cấp trên của hắn tức Hoa Ban Xà là tu vi tôn vương trung cấp đỉnh phong. Trong phủ đệ khu thành Đông có chính yêu tu tôn vương sơ cấp, cộng thêm Hoa Ban Xà là có tròn 10 tôn vương cả thảy. Lẽ nào tên Dương Bách Xuyên này là người của đại tộc nào đó? Xuyên Sơn Giáp ôm suy đoán này nên không dám nổi giận, mà vẫy tay ra hiệu cho hai tùy tùng đi ra ngoài đứng. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, hắn ta mới chắp tay ngồi xuống, cảm ơn hai vị chiêu đãi, ta cũng là một yêu mê rượu, ha ha. Xuyên Sơn Giáp cười ha ha nói sang chuyện khác. Đột nhiên nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên và hỏi, trông hai vị đại vương khá lạ mặt, chẳng hay quê quán ở đâu. Làm nghề gì, bản thể của ta là Xuyên Sơn Giáp, ta xin mạo muội hỏi thăm bản thể của hai vị đại vương là gì. Xuyên Sơn Giáp hỏi mấy câu liền, mặt thì tươi cười xong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Dù sao hắn ta cũng đã sinh sống ở thành Vạn Yêu mấy nghìn năm, không dám nói mình biết hết mấy triệu yêu tộc nhưng cũng từng nghe, từng gặp một số đại yêu cấp bậc tôn vương có tiếng. Đại Ngưu và Dương Bách Xuyên này đều lạ mặt, hắn ta không thể không đề cao cảnh giác. Giữa bốn thế lực lớn nhất dãy núi Vạn Yêu tồn tại tranh đấu gay gắt, không thể không phòng bị. Đối mặt với câu hỏi của Xuyên Sơn Giáp, Thanh Ngưu bất giác hơi căng thẳng. Bởi vì dù sao hắn ta cũng là Dương Nhiệt tộc Long chủng Thanh Ngưu, là đối tượng bị truy nã trên khắp dãy núi Vạn Yêu. Mặc dù hắn ta đã dùng đá huyễn yêu biến khí thức của mình thành gấu chó, nhưng vẫn thiếu tự tin. Dương Bách Xuyên thì lại nở nụ cười khẽ, vô cùng bình tĩnh. Hắn truyền âm cho Thanh Ngưu, đừng căng thẳng, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta, đừng để lộ tâm trạng căng thẳng. Câu hỏi của Xuyên Sơn Giáp nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên, đối phương không hỏi gì mới lạ đó. May mà hắn đã nghĩ sẵn lời giải thích. Sau khi truyền âm cho Thanh Ngưu, Dương Bách Xuyên mỉm cười nói với X Xuyên Sơn Giáp 2. Nói ra thật xấu hổ, tổ tiên nhà ta là tộc Linh Dương ở dãy núi Vạn Yêu. Bị tộc Dã Lang tiêu diệt. Hồi nhỏ tại hạ được gia tộc đưa đến một gia tộc lớn bái sư, không tiện tiết lộ tên húy của gia sư. Nhờ vậy mà tại hạ may mắn thoát nạn. Ta biết tin tộc Linh Dương bị diệt, vì quá buồn bã đau lòng nên ta chưa từng trở về. Mấy ngày trước gia sư rời Thái Hoang, ta học hành đã có chút thành tựu. Sau khi xuống núi, ta nhớ quê, muốn về thăm chốn xưa của gia tộc. Xuyên Sơn Đại Vương à, ta đi theo sư phụ hành tẩu khắp thế gian. Cuối cùng phát hiện ra dãy núi Vạn Yêu chúng ta vẫn thoải mái nhất. Ta nghĩ hay là dứt khoát đến thành Vạn Yêu định cư, tìm kế sinh nhai, sau này không đi đâu nữa, tập trung nghiên cứu tuyệt học của sư môn, cầu đạo chứng đạo. Xuyên Sơn Giáp nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, sau đó hắn ta truyền âm nói với một tên thuộc hạ, đi điều tra xem dãy núi Vạn Yêu có tộc Linh Dương bị diệt không.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Đối mặt với lòng nghi ngờ cao độ của Xuyên Sơn Giáp, nét mặt Dương Bách Xuyên không chút dao động, Xuyên Sơn Đại Vương liệu sự như thần, đúng là tên của ta có liên quan đến nhân tộc. Dương Bách Xuyên nói đến đây, Thanh Ngưu căng thẳng ngẩng phát đầu, rất sợ chủ nhân thừa nhận mình là nhân tộc, e là đến lúc đó sẽ chết không có chỗ chôn. Hai mắt Xuyên Sơn Giáp lóe lên tia sáng, khí tức lơ đãng khóa chặt lấy Thanh Ngưu và Dương Bách Xuyên. Hắn híp mắt nói, ồ, xin rửa tai lắng nghe. Dương Đại Vương đừng nói ngươi là nhân tộc nhé. Trước đây ở thành Vạn Yêu có rất nhiều nhân tộc giả mạo yêu tộc, kết cục đều rất thảm. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên bỗng cười to, sau đó nói, Xuyên Sơn Đại Vương nói gì vậy? Ngươi nhìn ta giống nhân tộc sao? Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, đầu của hắn biến thành đầu dê đen, toàn thân cũng phát ra yêu khí, khí tức bùng nổ, hoàn toàn là yêu khí thuần túy. Xuyên Sơn Đại Vương thấy ta giống nhân tộc sao? Nói xong Dương Bách Xuyên liền thu lại khí tức toàn thân, khôi phục hình người. Hắn biết Xuyên Sơn Giáp muốn nhìn thấy bản thể của mình thì mới yên tâm, vậy thì cho xem thôi, dù sao hắn cũng có lòng tin với thuật thiên biến vạn hóa của Bách Biến Chí Tôn, cũng có lòng tin với nguyên khí quyết của sư phụ, huống chi còn có đá huyền yêu thay đổi khí tức. Ha ha, tộc Linh Dương quả nhiên phi phàm. Xuyên Sơn Giáp cười ha hả, nhưng vẫn nói, đạo hữu vẫn chưa nói cho ta nghe chuyện về tên của ngươi. Nét mặt không hề thay đổi, Dương Bách Xuyên chậm rãi cất lời, không có gì đáng nói. Thật ra gia sư từng vân du hoàng triều Hiên Viên Thánh Địa của nhân tộc học thuật y đạo. Năm xưa ta bái sư đúng lúc gia sư từ chỗ nhân tộc nghiên cứu thuật y đạo trở về, ngài thuận miệng lấy cho ta một cái tên nhân tộc mà thôi. Ồ, vậy tức là Dương Đại Vương tinh thông y đạo. Xuyên Sơn Giáp tiếp tục hỏi. Hiểu biết sơ sơ, ta định sau này mở một hiệu thuốc ở thành Vạn Yêu để kiếm sống. Không biết Xuyên Sơn Đại Vương thấy sao? Dương Bách Xuyên thuận miệng bịa đặt, dù sao thuật y đạo cũng không làm khó được hắn. Lúc này, tên thuộc hạ bị Xuyên Sơn Giáp phái đi đã trở lại, tới bên cạnh Xuyên Sơn Giáp nói khẽ. Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu đều biết chắc chắn trước đó Xuyên Sơn Giáp đã sai người đi điều tra, cho nên hai người không khỏi căng thẳng. Thậm chí Thanh Ngưu cắn răng truyền âm nói, chủ nhân, cùng lắm thì chúng ta ra tay trước chiếm lợi thế. Giết chết Xuyên Sơn Giáp rồi chạy trốn. Tên chó má này quá đa nghi, không dễ mua chuộc. Dương Bách Xuyên biết chuyện tộc Linh Dương bị tộc Dã Lang tiêu diệt hoàn toàn là bịa đặt, Xuyên Sơn Giáp sai người đi điều tra thật sự khiến hắn lo lắng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước, ai mà ngờ được Xuyên Sơn Giáp lại cảnh giác cao độ như thế. Chờ thêm chút nữa coi sao, vẫn chưa đến lúc trở mặt, để xem Xuyên Sơn Giáp nói thế nào. Dương Bách Xuyên truyền âm bảo Thanh Ngưu bình tĩnh đừng nóng vội. Một lát sau, Xuyên Sơn Giáp thình lình vỗ bàn, đứng lên nói thật nực cười. Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu đều biến sắc, cõi lòng nặng nề, toàn thân căng thẳng, chuẩn bị chém giết. Sở dĩ Xuyên Sơn Giáp nghi ngờ, sai thuộc hạ đi điều tra là vì ban đầu Dương Bách Xuyên nói bọn họ từ bên ngoài tới. Mà thành Vạn Yêu có 4 khu nội thành Đông Nam Tây Bắc. Đối phương không tới 3 khu khác mà tới thẳng khu Đông Thành khiến Xuyên Sơn Giáp hoài nghi. Mặt khác, theo lời Dương Bách Xuyên thì hắn đã rời khỏi thành Vạn Yêu mấy nghìn năm, vừa mới trở về. Hơn 3.000 năm trước, 4 vị yêu tôn tiêu diệt tộc Long Chủng Thanh Ngưu thành Vạn Yêu đã có chủ nhân mới. 3.000 năm qua, thành Vạn Yêu được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, rất khắt khe với yêu tộc đến từ nơi khác, vì vậy Xuyên Sơn Giáp không thể không cẩn thận. Bây giờ tốt rồi. Thuộc hạ điều tra trở về báo cáo kết quả trùng khớp khiến Xuyên Sơn Giáp yên tâm hơn nhiều. Hắn ta vỗ bàn, muốn kết bạn với Dương Bách Xuyên. Xuyên Sơn Giáp cho rằng người mê rượu đều có tính tình thành thật, và lại đã điều tra được đối phương nói đúng, vậy thì không có vấn đề gì to tát. Nãy giờ hắn ta vẫn luôn kiềm chế cơn thèm rượu, thăm dò Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu, cuối cùng thì lúc này cũng yên tâm được rồi. Còn một điều khiến Xuyên Sơn Giáp muốn kết bạn với Dương Bách Xuyên. Đó là theo như Dương Bách Xuyên nói thì sư phụ của hắn hẳn là một đại yêu vô thượng. Điều quan trọng nhất là hình như hắn biết thuật y đạo. Ở thành Vạn Yêu, thân phận y sư rất được tôn trọng. Sau đó, Xuyên Sơn Giáp cười ha ha nói, hai vị đại vương đừng để bụng nhé, ta là tổng quản của phủ đệ Đông Thành nên phải cẩn thận. Dương Bách Xuyên thầm mắng vô số lần, nhưng vẻ mặt hờ hững, tỏ ra không để bụng chút nào, Xuyên Sơn đại vương khách sáo rồi. Hai vị đại vương, món ăn của các ngươi đến rồi. Đúng lúc này, tiểu nhị của quán bưng đồ ăn lên,
đánh tan bầu không khí gượng gạo giữa hai bên. Chẳng mấy chốc món ăn đã đầy bàn. Dương Bách Xuyên biết Xuyên Sơn Giáp đã dần buông lỏng cảnh giác. Là chủ tiệc, hắn ra hiệu cho Thanh Ngưu rót rượu, sau đó nâng ly nói với Xuyên Sơn Giáp, Xuyên Sơn Đại Vương, ta cũng là người mê rượu, có thể nhìn ra chúng ta là người đồng đạo. Vậy thì trước tiên chúng ta uống một ly rồi trò chuyện được chứ? Được được, Xuyên Sơn Giáp yêu rượu như mạng, cơn thèm rượu đã phát tác từ lâu. Nếu không phải trong lòng nghi ngờ thân phận của Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu, thì hắn ta đã bưng vỏ rượu uống từ lâu rồi. Lúc này nghe thấy Dương Bách Xuyên đề nghị, hắn cầu còn không được. Nhưng sau khi nâng ly, hắn ta không uống ngay. Dương Bách Xuyên cười khẽ, biết là Xuyên Sơn Giáp sợ rượu có vấn đề. Dù sao tu chân giới cũng có nhiều thứ kỳ lạ, bất cứ thứ gì cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Hắn bèn bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Thanh Ngưu cũng uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Xuyên Sơn Giáp mới đưa ly rượu trong tay cho một tên thuộc hạ. Thuộc hạ uống cạn ly rượu thì lộ vẻ ngất ngây, sau đó gật đầu với Xuyên Sơn Giáp ý nói rượu không có vấn đề gì. Xuyên Sơn Giáp không để ý tới Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu nữa, tiện tay lấy một vò rồi tu ừng ực. Ôi chao, rượu ngon. Rượu này lạ quá, không có linh khí nhưng vào bụng lại nóng âm, dư vị ngọt ngào, quả là rượu ngon. Bản đại vương chưa từng uống loại rượu mạnh nào như thế này, thật tuyệt vời. Xuyên Sơn Giáp tu một hơi hết một vò mao đài, nhận xét với vẻ mặt hưởng thụ. Dương Bách Xuyên thầm trợn mắt lẩm bẩm, yêu thú đúng là yêu thú, thật thô lỗ. Người uống mao đài của lão tử như vậy thật lãng phí. Trong lòng chửi mắng nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười xòa để tiến hành bước kế tiếp, Xuyên Sơn Đại Vương nói rất đúng, rượu này tên Mao Đài, là ta. Sư phụ của ta Ngao Du Trần Thế lấy được, đây là một trong những loại rượu ngon nhất ở thế giới kia, tuy chỉ là rượu bình thường nhưng là thành phẩm kết tinh của trí tuệ mấy ngàn năm. Dương Bách Xuyên nhìn Xuyên Sơn Giáp đang bắt đầu lảo đảo, hắn híp mắt bắt đầu lên tiếng lừa gạt với vẻ thần bí đau xót, Xuyên Sơn Huynh, hôm nay ta và Huynh ăn ý với nhau. Trong tay tiểu đệ còn có một ly rượu cực phẩm, mời Xuyên Sơn Huynh nếm thử. Lúc này, Xuyên Sơn Giáp đã bị miệng lưỡi sắc bén của Dương Bách Xuyên lừa gạt, cộng thêm việc uống rượu không dùng pháp lực nên đã rất tin tưởng Dương Bách Xuyên. Nghe thấy Dương Bách Xuyên còn có một ly linh tử cực phẩm, hắn sáng mắt nói, huynh đệ, mau lấy ra để vi huynh mở mang tầm mắt. Dương Bách Xuyên cười híp mắt phung tay, trên bàn xuất hiện thêm một vò rượu. Thật ra đây là rượu do mấy Thái Châu nữ dùng linh đào luyện chế ở trong không gian càn khôn, nhưng vỏ rượu này bị hắn thêm một giọt nước sinh mệnh vào bên trong. Chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ đợi thời khắc này mà thôi. Sau khi Dương Bách Xuyên lấy rượu linh đào ra, hắn còn giả vờ thần bí cảnh giác nói, rượu này. Nói được một nửa thì giống như sợ bị người khác nghe được, hắn dừng lại nhìn về phía Thanh Ngưu nói, Đại Hùng, ngươi ra ngoài trước đi. Thanh Ngưu sững người. Không hiểu chủ nhân nhà mình đang dở trò gì, nhưng lão biết Xuyên Sơn Giáp đã bị chủ nhân lừa gạt, không hỏi thêm, lão Ngưu xoay người đi ra ngoài. Lúc này, Xuyên Sơn Giáp đã bị Dương Bách Xuyên gây tò mò, hắn vội vàng nói, người huynh đệ, rốt cuộc là loại rượu ngon gì, mau cho vi huynh mở mang trí óc. Xuyên Sơn Giáp không thể chờ đợi được. Dương Bách Xuyên tay cầm vò rượu, nhìn hai tùy tùng của Xuyên Sơn Giáp với vẻ khó xử, Xuyên Sơn huynh, rượu này không giống bình thường. Huynh xem, nói tới đây, hắn lại nhìn hai người kia, ý bảo Xuyên Sơn Giáp đuổi người. Xuyên Sơn Giáp híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên, hắn muốn thử xem có nhìn ra điều gì khác từ trong mắt của Dương Bách Xuyên hay không, nhưng vẻ mặt của Dương Bách Xuyên lại rất nghiêm túc, mặc dù hai mắt hắn mang theo vẻ ngà ngà say nhưng lại rất tỉnh táo, không hề có ý nghĩ mờ ám. Xuyên Sơn Giáp vốn đã bị gợi dậy hứng thú, hắn bèn nghĩ, nơi này là địa bàn của mình. Hơn nữa tên thuộc hạ Tôn Vương sơ cấp cũng đã rời đi. Bản thân hắn cũng có thực lực Tôn Vương sơ cấp, Dương Bách Xuyên, chỉ là một tiểu yêu linh dương mà thôi, hắn không sợ Dương Bách Xuyên giở trò lừa bịp. Xuyên Sơn Giáp nhếch miệng cười, hai người các ngươi ra ngoài, ta và Dương Huynh có chút chuyện riêng. Dứt lời, Xuyên Sơn Giáp bày ra kết giới. Chuyện này vừa đúng ý của Dương Bách Xuyên, sau khi bày xong kết giới, người bên ngoài không thể nhìn thấy hắn và Xuyên Sơn Giáp. Suýt chút nữa Dương Bách Xuyên đã cười ra tiếng, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ vẻ thần bí, chân thành nói với Xuyên Sơn Giáp, huynh thứ lỗi, rượu này là chí bảo mà sư phụ để lại cho ta, uống một chén có thể tăng cả một tầng tu vi, không giấu gì huynh, trước kia tư chất của tiểu đệ quá kém, tu vi cũng không được như bây giờ.
Thế nên sư phụ mới nghĩ cách, tốn bao nhiêu tâm huyết mới chế tạo ra được loại rượu này, ta chỉ uống một ly mà tu vi đã tăng đến cấp bậc hiện tại, tiếc là lần đầu tiên thì có hiệu quả nhưng lần thứ hai lại không còn tác dụng gì. Hôm nay ta và Xuyên Sơn huynh lại hết sức ăn ý với nhau, nếu tiểu đệ không chia sẻ rượu này với Xuyên Sơn huynh thì trong lòng ta rất áy náy. Quan trọng nhất là, Xuyên Sơn Giáp vì muốn tăng cao tu vi mà sinh ra tham vọng, bởi vì hắn đứng chót trong 9 đại tổng quản của Hoa Ban Xà, bị bên trên xem thường, thế nên trong lòng khao khát được nâng cao tu vi, để cho những kẻ xem thường hắn phải mở to mắt mà nhìn. Nhưng cho dù là yêu tộc hay nhân tộc sau khi đạt tới cấp bậc tôn vương, muốn tăng lên một bước cũng là điều hết sức khó khăn, nào có dễ dàng như vậy. Xuyên Sơn Giáp đã dậm chân tại chỗ suốt 500 năm không có tiến bộ, hôm nay đột nhiên nghe được một loại rượu có thể nâng cao tu vi, có thể tưởng tượng hắn hưng phấn cỡ nào. Hắn đã có ý nghĩ sẽ cướp từ trong tay Dương Bách Xuyên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, ý bảo mau lấy ra cho hắn uống thử. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Xuyên Sơn Giáp thì trong lòng cười thầm, trên mặt hắn lại giả bộ nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí khui vào rượu. Giây tiếp theo, một mùi rượu kỳ dị bay ra. Rượu linh đào vốn là linh quả quý hiếm được Bình Càn Khôn ban cho, sau khi Thái Châu Nữ lấy chúng ủ thành rượu thì càng trở nên tinh túy hơn, cộng thêm Dương Bách Xuyên đã nhỏ vào một giọt nước sinh mệnh, linh khí tinh khiết cường đại và sức sống mãnh liệt hội tụ lại với nhau, sinh ra một mùi hương có sức lôi cuốn kỳ lạ. Khiến cho người ta không thể nào chống cự. Ngay khoảnh khắc Dương Bách Xuyên mở vò rượu, mùi hương bay ra, Xuyên Sơn Giáp đã ngây ngất, cuối cùng hắn cũng biết được vì sao Dương Bách Xuyên lại cẩn thận như vậy. Loại rượu này quả thật là bảo vật nhân gian, chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến lỗ chân lông trên cơ thể hắn mở ra, hơn nữa yêu lực cũng dục dịch sục sôi, hắn hoàn toàn tin tưởng Dương Bách Xuyên. Trong lòng Xuyên Sơn Giáp vui sướng, cơ duyên tới rồi. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vẻ mặt hây hây đỏ của Xuyên Sơn Giáp thì khóe miệng không kìm được mà cười gian. Hắn giơ tay, cẩn thận rót cho Xuyên Sơn Giáp một ly rượu, sau đó nhanh chóng đậy nắp lại, Xuyên Sơn huynh, không phải là tiểu đệ nhỏ nhen, hiện tại cũng chỉ có thể cho huynh một chén, ta cũng chỉ có mỗi một vò rượu này. Nói tới nói lui nhưng cũng không lấy rượu lại, mà tỏ ý Xuyên Sơn Giáp thưởng thức. Dương Bách Xuyên luyến tiếc vò rượu này là chuyện bình thường trong mắt Xuyên Sơn Giáp. Càng chứng minh vò rượu này không tầm thường, trong lòng Xuyên Sơn Giáp cũng kiên định hơn. Hơn nữa, nhìn Dương Bách Xuyên rót ra chén rượu có màu xanh trong suốt, trông rất đẹp mắt, Xuyên Sơn Giáp cho rằng đây chính là loại rượu quý báu. Nhìn chén rượu trong suốt, Xuyên Sơn Giáp không thể rời mắt được nữa, linh khí cường đại và mùi hương tản ra, hắn trực tiếp bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Linh lực khổng lồ bùng lên trong cơ thể. Xuyên Sơn Giáp cảm nhận được Bình Càn bất động đã lâu, nay lại hơi giãn ra, bên trong vang lên tiếng răng rắc, trong lòng Xuyên Sơn Giáp hết sức vui mừng, hắn biết Dương Bách Xuyên không lừa mình. Đôi mắt rực lửa của hắn dán chặt vào vò rượu trong tay Dương Bách Xuyên, hắn vung tay lên, vò rượu bay vào trong tay hắn, Xuyên Sơn Giáp mở nắp ra sức uống. Hắn nghĩ chỉ một chén rượu đã có khiến cho Bình Càn buông lỏng, nếu như hắn uống cạn một vò, tu vi nhất định sẽ đột phá. Thế nên hắn không thèm để ý tới những lời lúc trước của Dương Bách Xuyên, chỉ cho hắn một chén, Xuyên Sơn Giáp mở vỏ uống cạn sạch. Trong thâm tâm còn đang nghĩ, nếu như Dương Bách Xuyên ngăn cản không cho, hắn cũng không ngại giết chết Dương Bách Xuyên. Nhưng không ngờ, Dương Bách Xuyên lại không hề ngăn cản hắn. Coi như biết điều, Xuyên Sơn Giáp thầm nghĩ. Ngay sau đó, trong cơ thể Xuyên Sơn Giáp vang lên tiếng nổ, hắn cảm nhận được mạch máu như bị thiêu đốt. Người hắn nóng rực tràn đầy thống khổ, nhưng Xuyên Sơn Giáp không chỉ không sợ, ngược lại hắn còn cảm thấy vui sướng, hắn biết huyết mạch của mình đang tiến hóa, tu vi cũng tăng mạnh. Giống. Trong cơn đau đớn, Xuyên Sơn Giáp phát ra một tiếng gầm, may mắn là bên ngoài kết giới không thể nghe thấy. Dương Bách Xuyên ngồi ở đối diện bắt chéo chân, hắn nhìn Xuyên Sơn Giáp cười lớn, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cả vò rượu với nước sinh mệnh đã bị Xuyên Sơn Giáp uống hết. Chứng tỏ cái mạng của Xuyên Sơn Giáp đã nằm trong tay hắn, nước sinh mệnh là chú Cẩn Cô, hắn chính là đường tăng niệm chú. Không qua bao lâu sau, Xuyên Sơn Giáp không gầm lên đau đớn nữa, khí tức tản ra từ trên người hắn còn cường đại hơn cả Thanh Ngưu, từ tôn vương sơ cấp tiến hóa tới tôn vương trung cấp, kỳ thật ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ tới điều này. Điều này chỉ có thể là do sau khi Bình Càn Khôn được thăng cấp, sức mạnh và tác dụng của nước sinh mệnh cũng được nâng cao.
Ban đầu khi thu nhận Thanh Ngưu cũng không tiến hóa lên chút cấp bậc nào, nhiều nhất cũng chỉ từ Tôn Vương sơ cấp tới Tôn Vương đỉnh phong. Nhưng bây giờ nước sinh mệnh lại có thể khiến Xuyên Sơn Giáp từ Tôn Vương sơ cấp nhảy vào tới Tôn Vương trung cấp, nhất định là do sau khi Bình Càn Khôn thăng cấp thì chất lượng nước sinh mệnh cũng tốt hơn. Hao phí tâm tư trên người Xuyên Sơn Giáp như vậy, hôm nay cũng xem như có giá trị, Tôn Vương trung cấp tương đương với Đại Thừa Trung Kỳ của nhân tộc. Dương Bách Xuyên đã đoán trước được sự tham lam của Xuyên Sơn Giáp đối với vỏ rượu nên không hề ngăn cản, còn ước gì hắn ta có thể uống hết. Qua một lúc, khí tức cường đại trên người Xuyên Sơn Giáp mới thu lại, tiến hóa hoàn thành, hắn cười lớn, ha ha ha, bản vương đã bước vào Tôn Vương trung cấp, kể từ hôm nay, ta chính là người đứng đầu chỉ sau Hoa Ban Xà, để xem đám cháu trai kia còn dám cười nhạo bản vương hay không, ha ha ha. Xuyên Sơn Giáp cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại thì cười điên cuồng, hắn say sưa trong mộng đẹp. Lúc này, Dương Bách Xuyên lại sâu kín nói, cười đủ chưa? Đủ rồi thì bây giờ, bản chủ nhân muốn giao chuyện chính cho ngươi. Xuyên Sơn Giáp nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Dương Bách Xuyên thì mới kịp phản ứng, hắn cảm giác được có gì đó không đúng. Xuyên Sơn Giáp nghe thấy Dương Bách Xuyên xưng là chủ nhân, còn cái gì mà dặn bảo kẻ dưới. Hiện tại chỉ có hai bọn họ, rõ ràng Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với hắn. Xuyên Sơn Giáp nhíu mày, người đang nói chuyện với bản vương. Dương Bách Xuyên bắt chéo hai chân cười híp mắt nói, uống rượu của ta chính là người của ta, lẽ nào ở đây còn có người thứ hai sao? Lúc này Xuyên Sơn Giáp mới cảm nhận được bất thường, hắn nhìn thấy ý chơi đùa từ trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên, hơn nửa giờ phút này, Xuyên Sơn Giáp đột nhiên cảm thấy, khi đối mặt với Dương Bách Xuyên hắn lại có loại suy nghĩ muốn quỳ lại. Xuyên Sơn Giáp không nhịn được nói, người giở trò với vỏ rượu kia. Ngươi nói xem, Dương Bách Xuyên cười thích thú. Láo xược, bản vương sẽ nuốt sống ngươi. Xuyên Sơn Giáp giận tím mặt, khí tức quanh thân bùng lên, cái bàn chia năm xẻ bảy, hắn giơ vuốt về phía Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên lại cười nói, quỳ xuống cho bản chủ nhân. Dứt lời, Xuyên Sơn Giáp phát ra tiếng kêu đau đớn a. Bịch. Giây sau, Xuyên Sơn Giáp trực tiếp nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, hắn cảm giác được máu trong cơ thể như lửa đốt, vô cùng đau đớn, giống như đang bị rút cạn. Yêu hồn bị cắt đứt thành từng mảnh bởi ngàn con dao. Lúc này, Xuyên Sơn Giáp vô cùng sợ hãi, ngoài sợ hãi ra, hắn đột nhiên cảm giác, con linh dương trước mặt mình là ma thần tối cao, nắm sự sống chết của hắn trong lòng bàn tay, chỉ cần một ý nghĩ của hắn cũng có thể khiến mình hồn bay phách lạc, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ rượu kia chắc chắn có vấn đề, nhưng, tất cả đã quá muộn. Từ ngay hắn sống hay chết đều nằm trong tay, Dương Bách Xuyên, ở trước mặt này. Hoặc nói đúng hơn, hắn ta căn bản không phải tộc Linh Dương. Chuyện về sau thì dễ dàng hơn nhiều, Dương Bách Xuyên mang Xuyên Sơn Giáp đi gặp đám người Lục Yên Chi. Lúc ra ngoài, hai tên tùy tùng của Xuyên Sơn Giáp nhìn thấy bên trong là một mảnh hỗn độn, nhưng Xuyên Sơn Giáp chỉ thản nhiên nói không sao rồi ra ngoài. Sau khi tới gian phòng gặp Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và Trồn Nhi, Dương Bách Xuyên phân phó Xuyên Sơn Giáp, mau chóng giải quyết yêu điệp cho bọn ta, chuyện này không khó với ngươi chứ. Xuyên Sơn Giáp cung kính nói, chủ nhân yên tâm, nếu là tiểu yêu trước kia thì có chút độ khó, nhưng bây giờ chủ nhân đã giúp ta tăng cao tu vi, trong số 9 tổng quản của Hoa Ban Xà, không có ai đạt tới tu vi Tôn Vương trung cấp, sau này tiểu yêu chính là người đứng đầu ở Hoa Ban Xà, xử lý vài việc cho chủ nhân và chủ mẫu là chuyện nhỏ. Nhưng chắc phải cần 2-3 ngày. Bởi vì sau khi thực lực của tiểu yêu tăng lên chắc chắn sẽ gây ra sóng gió ở thành đông, tu vi thực lực của tiểu yêu tăng cũng đồng nghĩa với quyền lợi cũng sẽ tăng, cần phải bàn giao một số việc, vậy nên xin chủ nhân cho tiểu yêu chút thời gian. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì gật đầu nói, được, ta cho ngươi 3 ngày để giải quyết chuyện yêu điệp, ngoài ta ngươi còn phải tìm cho bọn ta một nơi ở tại thành Vạn Yêu. Không thành vấn đề, không biết chủ nhân muốn ở nơi như thế nào, tiểu yêu lập tức đi tìm kiếm. Bây giờ Xuyên Sơn Giáp rất quy củ, hắn cũng không dám xưng bản vương trước mặt Dương Bách Xuyên, bởi vì hắn nghĩ, mặc dù bị Dương Bách Xuyên khống chế nhưng chỉ cần hắn không tự tìm chết thì Dương Bách Xuyên cũng sẽ không giết hắn. Hơn nữa đi theo Dương Bách Xuyên còn có thể thanh lọc huyết mạch, đây là ước mơ của bất cứ yêu tu nào, dù sao thì cũng là chuyện tốt. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều tới chỗ ở, nhưng bây giờ hắn đã thu phục được Xuyên Sơn Giáp, chuyện này cũng tiện hơn nhiều, hắn nghĩ một lúc rồi nói. Địa điểm thì tốt nhất là ở trung tâm của thành Vạn Yêu, nếu là mặt tiền cửa hàng,
có sân sau là ổn, bản chủ nhân chuẩn bị mở một phòng khám thú y ở thành Vạn Yêu. Dứt lời, Dương Bách Xuyên cảm thấy nói thú y thì không phù hợp với thú ngũ hành và thanh ngưu, hắn ho khan rồi sửa lời, khụ khụ, là yêu y quán, ừ, chính là như vậy. Ở trung tâm thành thì có hơi phiền phức, nhưng chủ nhân yên tâm, tiểu yêu sẽ nghĩ cách sắp xếp. Xuyên Sơn Giáp nghiêm túc ghi nhớ, hắn cũng không quan tâm tới thú y hay là không thú y trong lời của Dương Bách Xuyên, dù sao thì yêu tộc cũng chính là yêu thú. Sau đó, Dương Bách Xuyên hỏi mấy câu liên quan tới phân bố thế lực ở núi Vạn Yêu, theo như Xuyên Sơn Giáp nói, thành Vạn Yêu có 4 khu đông, tây, nam, bắc. Đều do thuộc hạ của tứ đại yêu tôn quản lý, 4 yêu tôn này rất ít khi tới thành Vạn Yêu. Mỗi một khu vực đều có một đại yêu cấp tôn vương trung cấp giống như hoa ban xà tỏa chấn, phía dưới là 9 tổng quản tôn vương sơ cấp, thấp hơn là những yêu binh, yêu tướng có thể so với độ kiếp kỳ của nhân tộc, một thành có khoảng chừng 1 vạn, thế lực của 4 thành cơ bản là giống nhau. Đương nhiên ngoại trừ thế lực của tứ đại yêu tôn, ở thành Vạn Yêu còn có một số chủng tộc có thế lực cường đại, trong đó không thiếu những cao thủ cấp tôn. Cả dãy núi Vạn Yêu này được cho là nơi sinh sống của vạn bộ tộc. Có thể xếp trên cái danh yêu tộc đều sẽ có thế lực ở thành Vạn Yêu, đương nhiên vì để trao đổi tài nguyên cần thiết. Hơn nữa, theo như Xuyên Sơn Giáp nói, trong dãy núi Vạn Yêu có không ít yêu vương có thể đạt tới cấp bậc tôn vương, đương nhiên tứ đại yêu tôn đứng đầu ở phía đông, tây, nam, bắc là những kẻ có tu vi cao nhất. Sơn Xuyên Giáp giật mình, hắn ta biết Dương Bách Xuyên đến đây có mục đích riêng, nhưng không ngờ lại là bảo vật của Long Trùng Thanh Ngưu. Đây là việc rất cơ mật. Nhưng hắn ta đã từng nghe nói đến. Hiện giờ Dương Bách Xuyên là chủ nhân của Xuyên Sơn Giáp, nếu đã nhắc đến thì phải nên trả lời. Xuyên Sơn Giáp trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng, chủ nhân, cụ thể là thật hay giả ta cũng không biết, bởi vì ta còn chưa tiếp xúc đến cấp bậc này. Nhưng mà liên quan đến bảo vật của tộc Thanh Ngưu, thật ra năm đó có một vài lời đồn, tiểu yêu từng vô ý nghe thấy hoa ban xả lỡ miệng nói gì mà mấy tộc lão của tộc Thanh Ngưu giữ cũng vô dụng, dù sao cũng không mở được bảo vật gì đó. Còn có những người bị giam giữ dưới lòng đất trong trung tâm Vạn Yêu Thành cũng nghe đồn rằng dưới lòng đất trung tâm Vạn Yêu Thành chính là nơi cất bảo vật của tộc Thanh Ngư, chẳng qua tứ đại yêu tôn vẫn chưa mở ra. Xuyên Sơn Giáp dừng một chút, nhìn Dương Bách Xuyên cẩn thận nói, chủ nhân, người nhất định đừng nghĩ đến bảo vật của tộc Thanh Ngư nữa, tiểu yêu nghe nói chiến tướng mạnh nhất dưới trướng tứ đại yêu tôn, tu vi thâm sâu, hơn nữa còn có 4.000 yêu binh tinh nhuệ. Những người không sợ chết muốn đi nhìn trộm bảo vật của tộc Thanh Ngưu đều bị giết chết. Hơn nữa nghe nói có một lần có cao thủ ngoại giới đến, thực lực không hề thua kém tứ đại yêu tôn, nhưng cũng bị tứ đại yêu tôn phát hiện rồi giết chết. Ở đó có một truyền tống trận, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, tứ đại yêu tôn sẽ xuất hiện ngay lập tức, cho nên muốn động vào bảo vật của tộc Thanh Ngưu khó như lên trời vậy. Dương Bách Xuyên biết Xuyên Sơn Giáp có ý tốt, nhưng hắn cũng chỉ thăm dò trước. Cho dù muốn động thủ cũng phải có kế hoạch chu toàn, đương nhiên sẽ không tự tiện hành động. Hơn nữa tứ đại yêu tôn sẽ xuất hiện trong chớp mắt, chỉ với điểm này, hắn cũng sẽ không lộn xộn, trừ phi có ngày có thực lực và thế lực có thể chống lại tứ đại yêu tôn. Hai mắt Thanh Ngưu đỏ bừng, hắn ta nghe tin tộc nhân còn sống, cảm xúc hơi kích động. Dương Bách Xuyên sợ Thanh Ngưu không nhịn được nói ra lời gì không nên nói sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, mới nói với Sơn Xuyên Giáp, hôm nay đến đây thôi. Người mau đi xử lý công việc đi, ta chờ tin tốt của ngươi. Vâng, chủ nhân, tiểu yêu cáo lui. Chấm. Đợi sau khi Xuyên Sơn Giáp rời đi, Thanh Ngưu mới nói, xin chủ nhân nhất định phải nghĩ cách cứu tộc nhân của ta. Ta đã nói rồi, nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp, nhưng ngươi cũng nghe Xuyên Sơn Giáp nói rồi đó, trước khi có kế hoạch chu toàn, đầy đủ thực lực và thế lực, chúng ta không thể làm loạn. Bây giờ chúng ta phải thâm nhập vào Vạn Yêu Thành. Tích lũy sức mạnh và phát triển sức mạnh của mình, khi có sức mạnh, sẽ đến lúc chúng ta cứu tộc nhân của ngươi. Dương Bách Xuyên nói với Thanh Ngưu. Thanh Ngưu cũng biết những gì con Xuyên Sơn Giáp và Dương Bách Xuyên nói là sự thật, nhưng khi nghĩ đến sức mạnh và thế lực đáng sợ của tứ đại yêu tôn, bất lực thở dài nói, muốn tích lũy thế lực có thể chống lại tứ đại yêu tôn, nói thì dễ làm mới khó. Ngũ hành thú cũng dội một gáo nước lạnh nói, đúng đúng, đợi đến lúc chủ nhân tích lũy đủ sức mạnh và thế lực. Hoa cũng tàn rồi. Thanh Ngưu trừng mắt, ngũ hành thú rụt cổ lại, không nói nữa. Dương Bách Xuyên cười khúc khích nói, người khác thì gần như không thể, nhưng ta là chủ nhân của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi quên chủ nhân đã thu phục các ngươi thế nào rồi sao? Lời này vừa nói ra,
ánh mắt ngũ hành thú và thanh ngưu đều sáng lên. Đúng vậy, chủ nhân có nước sinh mệnh, khống chế yêu thú bậc cao dễ như trở bàn tay, chúng ta không phải chính là một ví dụ sao? Ngũ hành thú nói. Thanh ngưu cũng háo hức nói, vậy chủ nhân, người có kế hoạch gì không? Dương Bách Xuyên kiêu ngạo nói, đây chính là lý do tại sao ta nhờ Xuyên Sơn Giáp tìm một nơi ở trên đường để mở y quán. Hãy nghĩ xem, với y thuật của ta, chỉ cần mở y quá, không phải yêu sẽ đến như nước sao? Chỉ cần chủ nhân ta động tay trong lúc xem bệnh, cho nước sinh mệnh vào trong nước thuốc, thần không biết quỷ không hay, yêu thú ăn vào đều trở thành đàn em của ta. Đương nhiên, nước sinh mệnh vô cùng quý giá, không nên lạm dụng. Nhất định phải tìm được những con quái vật lớn có tu vi cao, nếu tích lũy thứ này hàng chục, hàng trăm năm, những đại yêu kia yếu lắm cũng là cấp bậc tôn vương, thậm chí là một yêu vương trên đỉnh núi, chẳng phải thế lực của chúng ta sẽ mở rộng hơn sao? Không chỉ vậy, khi thời cơ đến, chúng ta có thể từ từ thu phục thuộc hạ của tứ đại yêu tôn, nếu mọi chuyện suôn sẻ, nói không chừng chúng ta có thể thu phục được một trong tứ đại yêu tôn, đến lúc đó, giải cứu tộc Thanh Ngưu còn là vấn đề sao? Chủ nhân chính là chủ nhân, thật sự rất cao tay, bổn vương bội phục. Ngũ hành thú luôn nịnh nọt Dương Bách Xuyên, hiện tại Dương Bách Xuyên có Thanh Ngưu bên cạnh, ngũ hành thú tu vi không bằng Thanh Ngưu, cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa. Ngoài ra, hôm nay đã khuất phục được một Xuyên Sơn Giáp mạnh hơn, ngũ hành thú cảm thấy địa vị của nó bị đe dọa nghiêm trọng. Vì vậy, sau nhiều lần cân nhắc, hắn ta quyết định rằng cách duy nhất để duy trì cảm giác hiện diện bên cạnh chủ nhân là tâng bốc chủ nhân. Nếu không, khi chủ nhân thực hiện kế hoạch của mình, hắn sẽ thu phục ngày càng nhiều quái vật và trở nên mạnh mẽ hơn, đây không phải là điều mà ngũ hành thú muốn thấy. Thời gian tiếp theo chỉ cần ở Tử Lâu chờ đợi tin tức của Xuyên Sơn Giáp. Ban đầu dự kiến là 3 ngày, nhưng chỉ mới qua 2 ngày, Xuyên Sơn Giáp đã đến đúng như mong đợi, mang yêu điệp đến cho mọi người. Ai cũng có, yêu điệp của Dương Bách Xuyên là tộc Linh Dương, tên là Dương Bách Xuyên. Lục Yên Chi cũng là tộc Linh Dương, tên là Yên Chi, chỉ bỏ bớt họ. Sau đó là Thanh Ngưu tên là Đại Hùng, dùng Huyễn Yêu Thạch để bắt chước khí tức của Cẩu Hùng Yêu. Ngũ hành thú, điêu nhân, đả tiên thạch đều dùng thân phận thật, không có gì đáng lo ngại. Một khi có được yêu điệp là có thể yên tâm sinh sống ở Vạn Yêu Thành, đồng thời có thể tự do đi lại mà không sợ bị bốn thế lực lớn thẩm vấn, ra vào thành cũng dễ dàng hơn. Ngoại trừ yêu điệp, Xuyên Sơn Giáp còn mang theo khế ước nhà, không hề khiến Dương Bách Xuyên thất vọng, mua một khu nhà mặt phố ở trung tâm Vạn Yêu Thành, nơi bốn thế lực lớn hội tụ. Phía trước có một cửa hàng, phía sau có một khoảng sân rộng như sân bóng rổ, ba mặt có gác xếp ba tầng. Khi Xuyên Sơn Giáp cho Dương Bách Xuyên xem, hắn rất hài lòng. Hắn khen ngợi Xuyên Sơn Giáp một trận. Nhưng Xuyên Sơn Giáp lại nói, đây đều là nên làm mà thôi, chủ nhân có ơn với ta. Tu vi của tiểu yêu chỉ mới đạt tới tôn vương trung cấp, Hoa Ban Xà đã cho tiểu yêu đứng đầu chín tổng quản, quyền lực tuyệt đối, làm chút chuyện nhỏ cho chủ nhân có gì đâu chứ. Tốt lắm, lão giáp, từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là lão giáp. Ngươi đừng tự xưng tiểu yêu nữa, cứ tự nhiên đi, ta rất dễ chịu. Dương Dương vỗ vỗ con Xuyên Sơn Giáp nói. Xuyên Sơn Giáp lập tức vui mừng khôn xiết, hắn ta biết từ giờ phút này trở đi. Chủ nhân Dương Bách Xuyên đã coi hắn ta như người của mình. Thu phục được một Xuyên Sơn Giáp tương đương với việc Dương Bách Xuyên có thêm một cặp mắt ở thành Vạn Yêu, làm việc gì cũng thuận tiện hơn nhiều. Mà bước tiếp theo là chuẩn bị cho việc khai trương yêu y quán, việc chuẩn bị một số vật dụng cần thiết đều đã giao Xuyên Sơn Giáp đi làm, cũng không có gì cần thiết lắm, chỉ là cải tạo lại phòng bắt mạch và đưa vào một số linh dược thường dùng thôi. 3 ngày sau, Xuyên Sơn Giáp đã chuẩn bị xong mọi chuyện. Hiệu suất làm việc của hắn ta rất tốt, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất hài lòng. Mặc dù y quán chỉ là một gian phòng nhưng nó cũng đủ lớn, với diện tích khoảng 200 mét vuông, nơi đây là được chia thành 2 gian phòng theo yêu cầu của Dương Bách Xuyên, làm vậy là để thuận tiện sử dụng cho việc thu phục yêu thú. Ban đầu, Dương Bách Xuyên đã còn định tự mình nghĩ cách đi tìm những linh dược cần thiết, nhưng nếu không thể thì hắn sẽ lấy linh dược được trồng từ linh dược viên trong không gian bình càn khôn để sử dụng trước cũng được. Nhưng hắn không ngờ Xuyên Sơn Giáp đã chuẩn bị đầy đủ cho hắn, điều này thực sự khiến Dương Bách Xuyên phải nhìn lại cách Xuyên Sơn Giáp làm việc bằng cặp mắt khác xưa, giống như một người quản lý phải nhìn chu toàn mọi mặt của công việc và xem xét một cách toàn diện. Không ngờ, những thứ y quán cần sử dụng đều có đủ, đúng là quá tươm tất, chu toàn.
Từng hàng linh dược được bày ngăn nắp trên giá, rất nhiều linh dược các loại, trong số đó có cả linh dược thượng phẩm đã tồn tại hàng vạn năm. Sau khi đến tham quan, Dương Bách Xuyên nhìn Xuyên Sơn Giáp và nói, lão Giáp, người có tâm quá, ta rất hài lòng. Xuyên Sơn Giáp không tiếc công sức, thậm chí còn cống hiến tất cả tài sản riêng tích lũy của mình vào y dược quán của Dương Bách Xuyên, chính là để có được một câu khẳng định này từ chủ nhân Dương Bách Xuyên. Lúc hắn ta nghe được câu nói ngắn ngủi của Dương Bách Xuyên, Xuyên Sơn Giáp biết mình đã lấy lòng thành công rồi. Hắn ta vội vàng khiêm tốn nói, việc chia sẻ phiền muộn của chủ nhân là bổn phận của thuộc hạ, chủ nhân, người xem thử còn cần mua thêm gì nữa không? Không cần đâu, đã đủ rồi. Dương Bách Xuyên cười nói. Vậy có phải là nên lựa chọn một ngày tốt để khai trương rồi không? Để thuộc hạ đi chuẩn bị, Xuyên Sơn Giáp thật sự rất giỏi về mặt làm việc. Hắn ta đã nghiên cứu một số thói quen làm việc của loài người và biết là nên chọn một ngày tốt để việc khai trương. Bỏ đi, giảm bớt mấy việc rườm rà đó đi, người đã làm mọi việc rất chu toàn rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ xem như hôm nay là ngày mở cửa bắt mạch đi, chỉ là vẫn còn thiếu một tấm biển và hai câu đối. Người đi tìm nguyên liệu, Dương Bách Xuyên ngẫm lại, hay là nên treo thêm một tấm biển và câu đối gì đó cho ra dáng y quán. Xuyên Sơn Giáp khom người nói, chủ nhân, người chờ một lát, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Trong vòng chưa đầy một giờ, Xuyên Sơn Giáp đã trở lại, hắn ta vung tay lên, một gốc cây gỗ lim có đường kính khoảng 1 mét xuất hiện, khúc này đủ để làm tấm biển và câu đối rồi. Sau khi hỏi thăm Xuyên Sơn Giáp về chữ nghĩa của yêu tộc, Dương Bách Xuyên đã tự mình ra tay, hắn khắc lên trên tấm biển 5 chữ lớn là yêu y quán Vân Môn. Tiếp theo là câu đối, Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ một lúc rồi viết, trên chữ thần thú, dưới chữ cỏ cây. Theo hắn tính toán thì 8 chữ này cũng đủ bao quát hết thảy yêu tu, có thể nói là khí thế rất lớn. Nhưng Dương Bách Xuyên quả thật rất tự tin, thứ nhất, hắn có bí thuật y học tối cao cấp bậc thế gian là thần ma y điển, thứ hai, nếu chỉ để chữa trị cho yêu tộc. Cho dù y thuật không trội bằng thì đến lúc đó có thể dùng nước sinh mệnh sẽ giải quyết, không có bệnh tật nào của yêu tộc mà một giọt nước sinh mệnh không giải quyết được, nếu một giọt không có tác dụng thì hai giọt. Cho nên, Dương Mỗ đã tự tin khắc lên khẩu hiệu, trên có thể chữa thần thú, dưới có thể chữa cỏ cây, tuy là khí thế hùng hồn nhưng hắn có đủ tự tin và mánh khóe để làm được điều này. Đương nhiên, thần thú là một loài khan hiếm, toàn bộ Thái Hoang e là cũng tìm không ra con thứ hai. Con thứ nhất là ấu thú kỳ lân, mà hiện tại đã thuộc về Dương Mỗ rồi. Có thể chữa khỏi cho cả thần thú thì còn bệnh gì mà không chữa được chứ? Mặt khác, hắn không lựa chọn việc khai trương rầm rộ, mà thực ra Dương Bách Xuyên khiêm tốn là vì muốn âm thầm kiếm bộn tiền. Mục đích của việc mở y quán này, ngoài việc kiếm tiền thì quan trọng nhất vẫn là tập trung vào việc tìm kiếm những yêu tu thích hợp để hắn thu phục, chủ yếu để tích lũy thế lực cho mình để dùng. Thú ngũ hành Thanh Nghiêu, Lục Yên Chi, Trồn Nhỏ, Đá Đà Tiên đều đóng vai trò là nhân viên của Yên Y Quán, bọn họ sẵn sàng làm trợ thủ đắc lực cho Dương Bách Xuyên, các kệ hàng đã được chuẩn bị đầy đủ và chỉ chờ khách hàng nườm nượp kéo đến. Kết quả là trước của bầy rất nhiều nước trà Mã Long, trong cửa tiệm thì vắng vẻ đến nỗi có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Thú ngũ hành đang ngồi xổm ở cửa làm nhiệm vụ bảo vệ, cũng ngoảnh lại chán nản nói, chủ nhân, người nói xem. Có phải toàn bộ đám yêu thú trong thành vạn yêu không có ai bị bệnh không? Yêu y quán này của người xem như đã mở cửa công khai rồi, cũng đã 3 ngày trôi qua nhưng không có một yêu thú nào đến xem bệnh cả. Dương Bách Xuyên nghe thấy thú ngũ hành thú dội gáo nước lạnh lên đầu mình, hắn tức giận đến mức muốn đánh người. Tên này không cần phải nhắc đến nỗi đau của người khác như thế chứ, rất đáng ghét. May mắn thay, Thanh Nghiêu trừng mắt nói, tiểu ngũ, người đừng nói nhảm ngang ngược nữa. Chỉ cần trên thế gian này có máu thịt, thậm chí là những sinh linh có bản thể thì đều sẽ sinh bệnh, điểm khác biệt có thể là sinh linh tu luyện bị bệnh khác với người phàm, bệnh của yêu tu đương nhiên không phải là bệnh bình thường, cần có y sư mới có thể chữa được. Hơn nữa, theo ta được biết, mặc dù dãy núi Vạn Yêu có sản vật phong phú, thiên tài địa bảo ở khắp mọi nơi, nhưng thiên tài địa bảo thượng thừa thông thường đều sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt, một là nơi có khí độc bảo vệ, hai là nơi có hung thú cực kỳ lợi bảo vệ. Nếu muốn có được một món đồ nào đó, thông thường phải trả một cái giá rất đắt, vì vậy không thể tránh khỏi việc bị thương hay trúng độc gì đó. Và lại, trước kia yêu tộc thường xuyên bùng phát chiến tranh bởi vì tranh giành lãnh thổ, cho nên bị thương cũng là chuyện bình thường. Nếu bọn họ bị thương quá nặng thì không thể tự hồi phục bằng pháp lực của chính mình, rất cần phải chữa trị,
dù sao yêu tộc lại yếu thế về mặt y đạo, bọn họ rất cần y sư am hiểu y đạo, nhưng đáng tiếc là yêu tộc hoàn toàn không có y sư. Điều này dẫn đến việc không biết bao nhiêu yêu tộc luôn phớt lờ chuyện này, có thể khỏi thì tốt mà không được thì tự sinh tự diệt, không giống như các tu sĩ nhân tộc, nếu bị thương hay trúng độc gì đó thì bọn họ còn biết đi tìm y sư trước tiên. Cho nên y sư là một ngành nghề vô cùng hiếm có đối với yêu tộc. Về phần chúng ta mở cửa 3 ngày mà không có ai vào, ta cảm thấy không biết có phải là do hai câu đối của chủ nhân có hơi phóng đại quá không, trên chữ thần thú câu này có hơi khoác lác đối với yêu tu. E hèm, chủ nhân à, thực ra ta chỉ nói sự thật thôi. Thanh Ngưu thấy sắc mặt Dương Dương không tốt, vội vàng dừng lại, không dám nói tiếp. Lúc này, Lục Yên Chi nói, Dương đại ca, huynh đừng lo lắng, chúng ta là tu sĩ, thời gian đối với tu sĩ là thứ không đáng giá nhất, đừng nói là 3 ngày. Thậm chí là 300 năm cũng không tính là gì, ta cảm thấy muốn làm được một chuyện gì đó đều cần có thời gian tích lũy và phải kiên trì. Thực ra, hai ngày nay ta cũng đã quan sát rồi, quả thực yêu tu đều trong trạng thái trông chờ, có lẽ bọn họ cho rằng câu đối của Dương Đại Ca huynh có khẩu khí quá lớn, bọn họ đích thật đang nghi ngờ chúng ta quá khoác lác. Nhưng cũng vì câu đối này, mà 3 ngày qua, các tu sĩ trong thành Vạn Yêu đều đang bàn luận về y quán của chúng ta. Vô hình chung coi như là chúng ta đang làm công tác tuyên truyền. Có hàng triệu yêu tu trong thành Vạn Yêu, rất nhiều, mà nhờ bọn họ cũng coi như là một truyền 10, 10 truyền 100. Sau khi y quán được tuyên truyền, đương nhiên sẽ có yêu thú đến tìm chúng ta với thái độ muốn thử nghiệm xem thế nào, đến lúc đó, với kỹ năng y đạo của Dương Đại Ca sẽ cứu chữa được mấy yêu tu, nhờ vậy thì dĩ nhiên y quán của chúng ta sẽ có yêu thú đến khám bệnh. Ta cảm thấy chủ mẫu nói hoàn toàn chính xác, ta vô cùng tán thành. Đá Đà Tiên vẫn luôn khá im lặng hãy giờ thì lại là người đầu tiên mở miệng nịnh bợ Lục Yên Chi. Đúng đúng đúng, bản vương cũng tán thành với cao kiến của chủ mẫu, thú ngũ hành cũng không hề từ bỏ cơ hội nịnh bợ này. Tiếng nói vừa dứt, một đại hán người cao 3 mét bước vào, từng sợi tóc trên đầu lại vô cùng có cá tính, dài bằng một ngón tay, rất thô, từng sợi dựng ngược lên. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn, lẩm bẩm nói, yêu y quán Vân Môn hôm nay khai trương rồi. Đại hán bước vào vô cùng thô lỗ, nhưng ở trong mắt Dương Bách Xuyên lại là yêu thú bệnh hoạn, từ khí tức có thể cảm nhận được người vạm vỡ này hóa hình yêu quái hơi giống khí tức Thanh Ngưu mô phỏng ra. Thanh Ngưu vì che giấu huyết thống long trùng Thanh Ngưu của bản thể, dùng đá huyễn yêu mô phỏng ra khí tức của gấu chó yêu. Cho nên Dương Bách Xuyên rất quen thuộc với khí tức trên người của đại hán. Không phải gấu chó yêu, thì cũng có liên quan tới hùng tộc. Trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, đại hán yêu tộc có khí thức liên quan tới hùng yêu này là một yêu thú tu vi cấp bậc tôn vương, tương đương với Thanh Ngưu, mang lại một cảm giác như tháp sắt cho người ta, rất mạnh mẽ. Mọi người đều không ngờ tới yêu y quán Vân Môn 3 ngày không có một yêu tộc vào khám bệnh, 3 ngày sau lại có một yêu thú cấp bậc tôn vương sơ kỳ bước vào. Hơi nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa nghe lời nói của đại hán này hình như là tới gây sự phá quán, người đến không có ý tốt. Có điều cũng không lo lắng, dù sao ở yêu y quán, Thanh Ngưu cũng là cao thủ cấp bậc tôn vương, chủ nhân như Dương Bách Xuyên càng không phải người lương thiện. Dương Bách Xuyên híp mắt, ngồi yên không động đậy, ra hiệu cho thú ngũ hành và Thanh Ngưu chuẩn bị sẵn sàng, nếu đại hán như gấu này dám lỗ mãng thì đừng khách sáo, đánh trước rồi nói sau. Mở tiệm làm ăn ở đâu cũng sẽ không thiếu giai đoạn bị người kiếm chuyện, điểm này Dương Bách Xuyên đã biết từ lâu, cho dù là tu chân giới hay là thế tục giới đều như vậy. Chỗ khác nhau là phải xem thủ đoạn giải quyết của ngươi. Đại hán đến đây đơn giản chỉ có hai kết quả. Thứ nhất, hắn ta thật sự đến khám bệnh, điều Dương Bách Xuyên phải làm chính là chữa khỏi bệnh của đại hán, khiến hắn ta cảm kích, sau đó truyền danh tiếng tốt ra ngoài cho hắn. Thứ hai, chính là đến kiếm chuyện, giải quyết không khác mấy điều thứ nhất, dù sao nếu là kiếm chuyện thì đúng lúc lập uy, để yêu tộc khác biết yêu y quán Vân Môn không dễ chọc. Hai loại Dương Bách Xuyên đều phải tiếp lấy. Đợi đại hán bước vào đại sảnh, Thanh Ngưu đứng dậy, đại vương này đến đây khám bệnh sao? Trong lúc nói, Thanh Ngưu đã phóng thích ra khí tức cấp bậc tôn vương của nó, coi như là một cảnh cáo đối với đại hán này, đừng làm càn ở yêu y quán. Sau khi cảm nhận được khí tức Thanh Ngưu phóng thích ra, ánh mắt đại hán chợt co lại, rõ ràng không ngờ tới y quán có khí thế cuồng ngạo tới mức muốn lên trời này lại có một tồn tại ngang với tu vi của hắn ta.
khí tức hống hách cả người hắn ta không khỏi yếu đi mấy phần, hắn ta nhìn Thanh Ngưu nói, tất nhiên là đến khám bệnh, chứ không lẽ ta đến y quán nhà ngươi ăn lót dạ à? Lời nói rất thái độ. Điều này khiến lỗ mũi Thanh Ngưu bắt đầu bốc khói rồi, không khỏi muốn ra tay, nhưng chủ nhân Dương Bách Xuyên chưa nói gì, nó cũng chỉ đành nhìn. Thanh Ngưu còn chưa kịp nói chuyện, ngay sau đó đại hán đã nói, ngươi chính là y sư. Ta không phải y sư, ta là người làm thuê của y quán, chủ nhân ta chính là y sư, khám bệnh thì qua bên kia. Thanh Ngưu chỉ vào Dương Bách Xuyên đang ngồi ở đại sảnh chính đường, ra hiệu cho đại hán đi tìm Dương Bách Xuyên. Đại hán cau mày nhìn Dương Bách Xuyên, nghi hoặc đi về phía Dương Bách Xuyên. Trong mắt hắn ta, khí tức tu vi của Dương Bách Xuyên chỉ là một tiểu yêu vương thôi, không ngờ lại là y sư. Nhìn Dương Bách Xuyên, đại hán nói, ngươi chính là y sư của y quán này ư? Phải, Dương Bách Xuyên lại phun ra một chữ nữa. Đại hán lạnh lùng cười nói, nếu như không chữa khỏi thì sao? Bổn đại vương giết ngươi, giữ yêu y quán này của ngươi. Lúc này Dương Mẫu nhếch miệng cười, cuối cùng cũng giống như đã tỉnh ngủ, mở mắt ra, chậm rãi ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm đại hán rồi cười híp mắt, nói, nếu như ta chữa khỏi thì sao? Đại hán rõ ràng là người thẳng tính, không hề nghĩ ngợi nói, nếu như chữa khỏi thì cho ngươi tùy ý quyết định. Nói lời có giữ lời không? Dương Bách Xuyên cười nói. Đã nghe đến danh tiếng hùng bất nhị của bổn đại vương ở thành Vạn Yêu chưa? Ta không dám nói nhất ngôn cửu đỉnh nhưng cũng là người tuân thủ lời hứa, sao có thể nói mà không giữ lời. Đại hán báo ra cái tên hùng bất nhị của mình. Dương Bách Xuyên cười híp mắt nói, có dám thề không? Hùng bất nhị cười ha ha rồi nói, có gì không dám. Có điều, vấn đề quan trọng là y thuật của tiểu yêu quái như ngươi có ổn hay không, những chuyện khác thì dễ nói thôi. Bổn đại vương thề cái gì cũng được, nhưng chỉ có một điều, đó chính là ngươi phải chữa khỏi cho bổn đại vương. Nếu như không chữa khỏi, ha ha, ngươi không gánh vác nổi hậu quả đâu. Hùng bất nhị hoàn toàn không hỏi Dương Bách Xuyên có điều kiện gì, trọng điểm chỉ có một là chữa khỏi bệnh của hắn ta. Nếu như không chữa khỏi thì khó mà nói trước được. Lúc này, bên ngoài yêu y quán Vân Môn đã xuất hiện rất nhiều yêu thú vây xem náo nhiệt, điểm này giống như nhân tộc, yêu thú cũng không thiếu lòng hóng hớt. Dương Bách Xuyên nghe thấy có yêu thú đến xem náo nhiệt đang bàn tán nói, có náo nhiệt xem rồi, y sư của y quán này có tài giỏi không, hôm nay là có thể thấy rõ rồi. Có tài cái quái gì, theo ta thấy là chỉ có hư danh, trên chữ thần thú, dưới chữ cỏ cây. Hắn đúng là khoác lác, đợi bị hùng bất nhị dỡ y quán rồi đóng cửa đi. Ta cũng thấy vậy, nếu là y sư của nhân tộc thì có lẽ còn có bản lĩnh, nhưng mà yêu tộc chúng ta có khi nào xuất hiện y sư lợi hại. Còn dám tự xưng có thể chữa thần thú, đúng là nói khoác mà không biết ngược, giờ thì đụng phải tấm sắt rồi. Đúng vậy, tiếng xấu của hùng bất nhị ở dãy Hắc Hùng vang xa, bộ tộc dãy Hắc Hùng cũng là thế lực chỉ xếp sau tứ đại yêu tôn. Hùng bất nhị này là kẻ lưu manh, là con trai út của tộc trưởng Hắc Hùng, nghe nói hùng bất nhị vì ăn vụng mật hoa của Vạn Hoa Cốc mà bị ong mật biến dị của Vạn Hoa Cốc trích vào chân trước, đã 10 năm vẫn chưa thấy tốt lên. Vì vậy bọn họ từng thăm khám không biết bao nhiêu cao thủ, nghĩ vô số cách nhưng đều không hề có tác dụng. Ong mật của Vạn Hoa Cốc kia là ong độc biến dị, hùng bất nhị gan to bằng trời, không có đại yêu nào dám xông vào Vạn Hoa Cốc, hắn ta thì hay rồi, trực tiếp ăn vụng mật hoa của ong độc Vạn Hoa Cốc. Suýt nữa không về được, nhưng mà bị thương một chân trước cũng coi như phế rồi. Cả dãy núi Vạn Yêu đều không có ai có thể chữa khỏi chân trước bị trích của hùng bất nhị, nếu như y sư này không chữa khỏi, chắc chắn sẽ bị hùng bất nhị đánh chết. Theo ta thấy cũng chưa chắc, nghe nói y sư của y quán này là bạn thân của Tổng quản Xuyên Sơn Giáp của quý phủ khu Thành Đông. Ngay hôm qua ta còn từng thấy Xuyên Sơn Giáp đến đây, không chừng thế lực đứng sau lưng y quán này chính là Độc Nhãn Giao Long đấy. Nếu như không có chút thủ đoạn thì sao dám mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu? Đúng đúng đúng, ta cũng từng nghe nói chuyện này. Ngoài cửa có rất nhiều yêu tu vây quanh, từng người đều bàn tán xôn xao, đa số đều không coi trọng Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi cho hùng bất nhị. Dương Bách Xuyên nghe rất rõ ràng lời bàn tán của những người này, có điều hắn không hề để bụng, ngược lại đã có hiểu biết đôi chút đối về hùng bất nhị. Theo bàn luận của các yêu thú ngoài cửa, yêu tộc của Hùng Bất Nhị còn là một gia tộc lớn, là thế lực chỉ xếp sau tứ đại yêu tộc của dãy núi Vạn Yêu. Nếu đúng là như vậy,
vậy thì Hùng Bất Nhị này thật sự có chút giá trị rồi. Dương Bách Xuyên nhìn Hùng Bất Nhị, giơ cánh tay ra, ta xem nào. Vết thương từng bị chích của Hùng Bất Nhị ở trên cánh tay trái, Dương Bách Xuyên trực tiếp bảo hắn ta cho xem cánh tay, hắn ta không hề kinh ngạc nói sao ngươi biết, bởi vì lời bàn tán ngoài cửa đã nói ra rồi. Hắn ta cũng không để ý, trực tiếp xé rách áo da thú trên người, lộ ngay ra một cánh tay to khỏe mọc đầy lông dày màu nâu. Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy bắp thịt khiến người ta kinh ngạc trên cánh tay mọc đầy lông của Hùng Bất Nhị, chỉ riêng một cánh tay đã to khỏe hơn bắp đùi của hắn, rõ ràng Hắc Hùng tộc này là yêu tộc có sở trường về sức mạnh. Dương Bách Xuyên nhìn thấy một bọc to hơi phồng lên thành màu tím đen, hơn nữa còn đang chảy mủ máu ra ngoài ở chỗ cánh tay. Dương Bách Xuyên thuận tiện giơ tay ra đặt lên cổ tay to khỏe có lông của Hùng Bất Nhị, nói ta cần dùng chân khí để kiểm tra, đừng phản kháng. Hùng Bất Nhị không hề để ý nói, cứ việc làm, chỉ cần tiểu yêu ngươi có thể chữa khỏi cánh tay của bổn đại vương, tất cả đều dễ nói, cần làm thế nào bổn đại vương đều phối hợp với ngươi. Nếu như không chữa khỏi, bổn đại vương cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Dương Bách Xuyên cười, không để ý, đặt tay lên cánh tay của Hùng Bất Nhị, truyền một luồng chân khí thuận theo cánh tay trái của Hùng Bất Nhị thẳng đến chỗ vết thương màu đen. Lúc chân khí của hắn tụ tập đến chỗ vết thương, chân khí của hắn vậy mà giống như bị hút vào một xoáy nước biến mất tăm, hoặc nói là chân khí trực tiếp bị vết thương của Hùng Bất Nhị cắn nuốt rồi. Ngay lập tức sắc mặt Dương Bách Xuyên cũng thay đổi, cuối cùng hắn đã biết tại sao vết thương của Hùng Bất Nhị không khỏi được. Bởi vì độc của ong độc ở chỗ vết thương của hắn ta không thua kém gì độc ách nan tiên thiên của Lục Yên Chi, chẳng trách không khỏi được. Độc bá đạo cỡ này mang theo sức mạnh biến dị trí âm, không ngừng hấp thụ máu và yêu lực trong người Hùng Bất Nhị. Hơn nữa tốc độ cắn nuốt hấp thụ vô cùng nhanh. Nếu không phải nhục thể của Hùng Bất Nhị dũng mãnh, yêu lực trong người hùng hậu, cộng thêm cả cánh tay đã bị một sức mạnh mạnh mẽ phong ấn lại thì đừng nói 10 năm, một tháng Hùng Bất Nhị cũng đã ngỏm rồi. Hơn nữa theo Dương Bách Xuyên thấy, hơn nữa giờ phút nào Hùng Bất Nhị cũng vận chuyển yêu lực, không ngừng chống lại hoặc nói là nuôi lực độc này. Nếu không cho dù cả cánh tay của hắn ta đều bị phong ấn, không hại đến toàn thân. Không có yêu lực mạnh mẽ chống đỡ cả cánh tay của hắn ta cũng bị phế rồi. Ngoài ra chính là độc trí âm này, đối với người chúng độc vốn chính là dày vò, giờ phút nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ lạnh buốt thấu xương, nhưng trông vẻ mặt gấu yêu đen này lại không hề để ý, vô cùng thản nhiên. Chỉ dựa vào điều này đã khiến Dương Bách Xuyên bội phục Hùng Bất Nhị, đổi thành yêu thú khác, đau khổ này cũng đủ đòi mạng rồi. Vết thương không phải vấn đề, quan trọng là độc. Đối với người khác có lẽ phải bó tay, nhưng đối với Dương Bách Xuyên thật sự chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Độc khó nhất cũng không cần Dương Bách Xuyên đích thân ra tay, tìm Lục Yên Chi đến trực tiếp hấp thụ độc ở vết thương của Hùng Bất Nhị, vấn đề còn lại, Dương Bách Xuyên có thể xử lý trong phút chốc. Sau khi kiểm tra xong, Dương Bách Xuyên thu tay về. Lúc này, Hùng Bất Nhị lại hỏi, này tiểu yêu, thế nào rồi, người có thể chữa được cánh tay này của bổn đại yêu không? Nghe lời nói rất tùy ý, không hề để bụng, thực ra trong lòng Hùng Bất Nhị mang theo kỳ vọng rất lớn, bản thân hắn ta biết rõ nhất độc ở cánh tay này của hắn ta, nguyên 10 năm rồi, cầu y uống thuốc khắp nơi, không những không hề cải thiện, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hùng Bất Nhị biết nếu như thêm nửa năm nữa hắn ta vẫn chưa có cách giải quyết vết thương bị trúng độc, đến lúc đó nhẹ thì mất một cánh tay, nặng thì sẽ có nguy cơ mất mạng. Bởi vì độc trong vết thương. Ngoài cắn nuốt yêu lực của hắn ta, còn đang cắn nuốt tinh huyết. 10 năm nay tinh huyết cả người đã bị độc cắn nuốt hơn nửa, nhất là gần đây ngày càng nghiêm trọng, bản thân hắn ta cũng cảm thấy không áp chế được nữa. Hắn ta vốn đã chuẩn bị tự chặt một cánh tay để giữ mạng rồi, nhưng là thiếu chủ của Hắc Hùng tộc, chưa đến phút cuối cùng hắn ta vẫn muốn thử. Hậu quả sau khi chặt tay, tu vi cả đời này của hắn ta đều đừng hòng có tiến triển nữa, cũng có nghĩa là đã mất đi vị trí thiếu chủ của Hắc Hùng tộc. Đồng bào trong tộc có khối người muốn thay thế hắn ta. Ngay lúc hắn ta nản lòng thoái chí, hôm qua nghe nói Thành Vạn Yêu mở một yêu y quán, tự xưng trên có thể chữa trị cho thần thú, dưới có thể chữa trị cho cỏ cây. Ban đầu hắn ta nghe xong chỉ là mỉm cười cho qua, nhưng nghĩ tới sự cười nhạo 10 năm nay của đồng bào trong tộc, Hùng Bất Nhị thần xui quỷ khiến đến Thành Vạn Yêu, hắn ta muốn thử, lỡ như được thì sao? Cho nên bây giờ sau khi hỏi ra câu này, thực ra trong lòng hắn ta rất căng thẳng.
chỉ sợ từ miệng Dương Bách Xuyên nói ra một chữ không, như vậy tất cả hy vọng của hắn ta đều sẽ tan biến. Dương Bách Xuyên nhìn Hùng Bất Nhị, sao có thể không nghe ra sự căng thẳng trong lời nói của Hùng Bất Nhị chứ? Trong lời nói của hắn tràn ngập sự kiêu ngạo và coi thường Hùng Bất Nhị, cách Dương Bách Xuyên vừa híp mắt vừa nói như thể trong mắt hắn Hùng Bất Nhị chỉ là một con yêu thú nhỏ nhoi mà thôi. Nhưng Hùng Bất Nhị thực chất là cấp bậc tôn vương, còn tu vi của Dương Bách Xuyên mới là bậc tiểu yêu. Hai người trừng mắt nhìn nhau, mặt mày Dương Bách Xuyên không chút thay đổi, nhìn chằm chằm Hùng Bất Nhị. Ánh mắt Hùng Bất Nhị thất thường nhìn Dương Bách Xuyên, hắn ta không biết Dương Bách Xuyên lấy đâu ra tự tin như vậy. Đột nhiên nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện trở mặt, thực ra nguyên nhân chính có lẽ vì trong lòng Hùng Bất Nhị sinh ra hy vọng, mặt khác vì 10 năm qua không ai dám nói có thể chữa khỏi độc thương cho hắn ta. Nếu Dương Bách Xuyên nói một câu hắn có thể có biện pháp khống chế độc thương hoặc là giảm bớt một chút thì Hùng Bất Nhị chắc chắn sẽ tin tưởng, nhưng Dương Bách Xuyên nói thẳng một câu rằng hắn có thể chữa khỏi. Điều này khiến cho Hùng Bất Nhị ôm hy vọng cực kỳ lớn, hắn ta vô thức không tin, nhưng sâu trong nội tâm thắp sáng ngọn nến mang tên hy vọng. Thậm chí Hùng Bất Nhị cảm giác Dương Bách Xuyên đang vũ nhục chỉ số thông minh của mình, hắn ta không tin có người có thể chữa khỏi độc thương của hắn, mong muốn của hắn ta rất đơn giản, chỉ cần có thể giữ được cánh tay cho hắn hoặc khống chế độc lan truyền là được. Nhưng Dương Bách Xuyên cứ tự tin nói hắn có thể chữa khỏi độc thương của mình, điều này làm cho nội tâm Hùng Bất Nhị dày vò, hắn ta vừa khát vọng được chữa khỏi, vừa cho rằng Dương Bách Xuyên đang vũ nhục chỉ số thông minh của mình, quả thực không thể tha thứ. Cho nên hắn ta hận không thể một ngụm nuốt trọn Dương Bách Xuyên. Nhưng mà, nhìn thấy trong ánh mắt trong suốt của Dương Bách Xuyên mang theo sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ, hắn ta lại không biết nên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ tiểu yêu này thật sự có biện pháp chữa khỏi độc thương của mình? Hùng Bất Nhị nói thầm trong lòng. Nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện, hắn ta cũng nhìn thẳng vào mắt Dương Bách Xuyên, đột nhiên hắn ta có loại cảm giác rất khác lạ. Nội tâm sinh ra mong muốn tin tưởng Dương Bách Xuyên. Ngươi thật có thể chữa khỏi bệnh của bổn đại vương. Cuối cùng Hùng Bất Nhị vẫn thu lại yêu khí mạnh mẽ quanh thân, xóa bỏ khí tức tập trung trên người Dương Bách Xuyên, thử hỏi. Nếu không phải có một luồng lực lượng cực lớn phong ấn thì toàn bộ cánh tay ngươi e là đã sớm bị độc thương phế bỏ, chất độc cắn nuốt lấy tinh huyết và pháp lực của ngươi bất kể ngày đêm, pháp lực thì dễ nói, nhưng tinh huyết cắn nuốt chỉ còn lại nửa năm thời gian. Hoặc là ngươi tự chặt một cánh tay, bảo vệ tính mạng, hoặc là chết. Vết thương cực kỳ độc hại, mỗi ngày có 3 canh giờ ngươi bị độc chí M tra tấn, đau đớn như dao cạo kim đâm, ta quả thực bội phục sức chịu đựng của ngươi, đổi lại là yêu thú bình thường, chỉ e nỗi thống khổ do độc thương mang lại đã khiến hắn đau đớn muốn chết đi, mà con gấu đen nhà ngươi vậy mà có thể kiên trì hơn 10 năm, thực không đơn giản. Dương Bách Xuyên không trả lời thẳng câu hỏi của Hùng Bất Nhị, mà nói kết quả kiểm tra cho Hùng Bất Nhị. Về phần Hùng Bất Nhị, giờ phút này khi nghe mỗi một lời Dương Bách Xuyên thốt ra khỏi miệng đều khiến cho nội tâm hắn ta nhảy lên mạnh mẽ, nếu như lúc đầu là giận dữ thì giờ đây cảm xúc của hắn ta đối với Dương Bách Xuyên đã thay đổi. Bởi vì mỗi một câu Dương Bách Xuyên nói đều rất chính xác, có một số biểu hiện bên ngoài thể hiện rõ ràng, nhưng có một số biểu hiện chỉ có trong lòng hắn ta mới rõ, mà hắn ta chưa từng nói triệu chứng ẩn cho bất kỳ kẻ nào. Xin y sư giúp đỡ. Lần này Hùng Bất Nhị mở miệng cúi đầu thật sâu với Dương Bách Xuyên. Mà trong lòng Dương Bách Xuyên thì cười đắc ý, hắn biết Hùng Bất Nhị đã sinh ra lòng tin tưởng đối với hắn. Trong lòng hắn thầm nói, tiểu tử, đấu với tiểu gia, ta phải khiến cho ngươi nghi ngờ nhân sinh. Nhưng trên mặt hắn trưng ra vẻ mỉm cười nói, được rồi, giúp ngươi chữa bệnh là chuyện nhỏ, nhưng mà... Yêu y quán ta đang khai trương vui vẻ lại bị ngươi náo loạn ầm ĩ như vậy, điều này khiến cho tâm trạng ta rất khó chịu, cho nên. Ta cần ngươi làm một chuyện để trừng phạt, nếu ngươi bằng lòng, ta lập tức chữa bệnh giải độc cho ngươi, còn nếu không muốn ngươi hãy lập tức rời đi. Trong ánh mắt Hùng Bất Nhị chợt lóe tinh quang, lúc này hắn ta không hiểu Dương Bách Xuyên có ý gì, chẳng lẽ Dương Bách Xuyên trị không hết. Cố ý dùng lời này để chặn hắn ta. Sau đó Hùng Bất Nhị ngẫm lại mở miệng nói, được, chỉ cần có thể chữa khỏi độc thương cho ta, y sư có yêu cầu gì Hùng Bất Nhị cũng đáp ứng. Hùng Bất Nhị nghĩ chỉ cần hắn có thể chữa khỏi độc thương của mình thì điều kiện gì cũng đáng giá, nhưng nếu trị không hết hắn ta có thể lấy đó làm khó dễ. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười,
hắn đi guốc trong lòng Hùng Bất Nhị rồi, nên đương nhiên biết rõ Hùng Bất Nhị đang nghĩ gì, thế nên hắn cũng không nói nhiều nữa, vừa vung tay lên, châm cứu ngũ hành lập tức xuất hiện trên bàn. Từ sau khi rời khỏi địa cầu hắn rất ít khi dùng châm cứu chữa bệnh, cách mấy trăm năm lại một lần bắt đầu con đường chữa bệnh, nhưng lần này không phải trị liệu cho người mà là trị liệu cho yêu. Có thần ma y điển trong đầu, Dương Bách Xuyên đối với việc chữa bệnh không có chướng ngại gì lớn. Nhìn độc thương của Hùng Bất Nhị, hắn suy tính phương án chữa trị. Thứ nhất dùng châm cứu lấy trận pháp phong ấn hoàn toàn độc trên cánh tay Hùng Bất Nhị, không cho độc cắn nuốt tinh huyết và pháp lực của Hùng Bất Nhị nữa. Sau đó mời Lục Yên Chi ra tay, trực tiếp hấp thu độc trên cánh tay Hùng Bất Nhị, tự nhiên sẽ chữa khỏi. Độc thương của Hùng Bất Nhị đối với độc thể ách nan bẩm sinh của Lục Yên Chi mà nói là vật đại bổ, hơn nữa Dương Bách Xuyên phát hiện Hùng Bất Nhị vì áp chế độc thương, trong 10 năm dùng qua rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng đều bị độc ong trên cánh tay hắn cắn nuốt, ngoài ra độc thương còn cắn nuốt tinh huyết và pháp lực của Hùng Bất Nhị trong 10 năm. Có thể nói cánh tay độc của Hùng Bất Nhị bây giờ đối với Lục Yên Chi là vật cực kỳ đại bổ, có thể làm cho độc ách nan của Lục Yên Chi lại tiến thêm một bước. Khác với tu sĩ khác, thực lực tu vi của độc tu là dùng độc để tăng trưởng. Dương Bách Xuyên lập tức vung tay châm lên 20 châm, lấy thủ pháp âm dương lúc nhanh lúc chậm đâm vào độc thương của Hùng Bất Nhị, hình thành một trận pháp phong ấn âm dương. Đây là phương pháp phong ấn sau khi tìm hiểu y điển thần bí hắn thi triển ra, hiệu quả có thể mạnh hơn vô số lần so với năm đó. Sau khi châm cứu xong, trận pháp phong ấn châm cứu đã hoàn toàn thay thế biện pháp phong ấn pháp lực mạnh mẽ trên cánh tay Hùng Bất Nhị, cao thấp giữa hai bên phân lập tức xác định. Điểm này Hùng Bất Nhị là người tự mình trải qua nên rất rõ ràng, hắn ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người trong nghề vừa ra tay là biết có chuyên nghiệp hay không. Giờ phút này Hùng Bất Nhị biết mình đã gặp cao yêu, trong lòng không khỏi kích động, càng chờ đợi trị liệu kế tiếp của Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên chỉ nhìn Hùng Bất Nhị rồi nở nụ cười bí hiểm, ý bảo hắn ta yên tâm một chút chớ nóng này. Yên Chi. Dương Bách Xuyên gọi Lục Yên Chi lại đây. Bây giờ Lục Yên Chi coi như là độc đạo đại gia, nhìn thoáng qua vết thương độc của Hùng Bất Nhị thì lập tức hiểu được ý của Dương Bách Xuyên, nàng biết là Dương Bách Xuyên đang muốn cho mình tăng cường độc công. Lục Yên Chi cảm kích Dương Bách Xuyên, nàng cười một tiếng, giữa hai người rất ăn ý, chẳng cần Dương Bách Xuyên mở miệng giải thích, Lục Yên Chi vươn bàn tay ra, dán thẳng bàn tay vào chỗ độc thương của Hùng Bất Nhị bắt đầu hấp thu chất độc trong miệng vết thương. Tuy rằng độc thương của Hùng Bất Nhị rất mạnh không thua gì độc ách nan của Lục Yên Chi, nhưng dù sao cũng là độc bên ngoài, mà Lục Yên Chi chính là độc thể ách nan trời sinh, là người chuyên môn tu luyện độc công, cho dù đụng phải độc mạnh hơn cả độc ách nan. Nàng cũng có thể luyện hóa hấp thu cho mình dùng. Luyện hóa hấp thu bắt đầu. Chưa đầy nửa canh giờ, độc tố của Hùng Bất Nhị đã bị Lục Yên Chi hấp thu toàn bộ, Lục Yên Chi quay sang gật đầu với Dương Bách Xuyên rồi đi ra phía sau. Dương Bách Xuyên biết, lần này Lục Yên Chi thu hoạch không tệ, độc của Hùng Bất Nhị cần được tiêu hóa, sau đợt này, công kích độc hẳn là sẽ mạnh hơn rất nhiều. Dương Bách Xuyên mừng thay cho nàng. Sau khi Lục Yên Chi rời khỏi, Dương Bách Xuyên nhìn gương mặt vô cùng kích động của Hùng Bất Nhị, hắn cười nói, đừng kích động, còn một bước cuối cùng nữa thì ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục. Dứt lời, hắn vung tay nhổ kim châm ra, sau đó lại cầm lên đâm xuống. Lần này, chỉ một cái phất tay của Dương Bách Xuyên đã thi triển là 108 kim châm. Kích thích bởi vì đây là cơ hội của Hùng Bất Nhị, dù sao cũng đã bệnh 10 năm, vết thương do độc trên cánh tay của anh ta đã bị hoại tử nên hắn cần sức sống để phục hồi. 108 kim châm được Dương Bách Xuyên là để kích hoạt sức sống của cơ thể tập trung lại trên vết thương, chữa lành cánh tay bị hoại tử. Với Hùng Bất Nhị mà nói, thủ đoạn của Dương Bách Xuyên chẳng khác nào thần kỳ, hắn cảm nhận được rõ ràng sự sống đang sôi sục trong cơ thể, sau đó hội tụ trên miệng vết thương, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hồi phục nhanh chóng. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên có thể sử dụng một giọt nước sinh mệnh để giải quyết vấn đề, hơn nữa, chỉ cần Hùng Bất Nhị uống vào thì hắn cũng có thể khống chế được sống chết của đối phương. Hắn có thể danh chính ngôn thuận, lấy cớ trị thương để Hùng Bất Nhị uống nước sinh mệnh mà không nghi ngờ, nhưng tới thời khắc cuối cùng, Dương Bách Xuyên lại thay đổi chủ ý, hắn không làm như vậy mà lựa chọn dùng châm cứu để sức sống trong cơ thể Hùng Bất Nhị tự chữa lành. Sở dĩ chưa cho Hùng Bất Nhị dùng nước sinh mệnh là bởi vì trong lòng Dương Bách Xuyên rất tán thưởng sự bền bỉ của hắn, người đàn ông này bị độc hành hạ 10 năm. Chịu đựng nỗi đau mà người thường khó có thể chịu đựng được, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất kính phục.
Với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn sinh lòng kính nể Hùng Bất Nhị, cũng là muốn kết giao bằng hữu, nếu như dùng nước sinh mệnh, khống chế sự sống chết của Hùng Bất Nhị, vậy thì sẽ mất đi sự vui vẻ của bạn bè. Hơn nữa, yêu tộc ở thành vạn yêu vô số, hắn muốn thu phục một tiểu đệ cũng không thiếu, chặng đường tu luyện dài không chỉ có gai góc, còn có bạn bè, thơ ca. Vì vậy hắn từ bỏ việc sử dụng nước sinh mệnh để khống chế Hùng Bất Nhị, hắn tin rằng mình có thể trở thành bạn bè với người này, hắn cần yêu tộc. Hơn nữa, nước sinh mệnh chỉ có 3 giọt, dùng 1 giọt sau 9 ngày mới có thể tạo ra giọt thứ 2. Độc tố của Hùng Bất Nhị đã được hắn chữa khỏi, cũng đồng ý với điều kiện của hắn, Dương Bách Xuyên đã nghĩ xong nên đưa ra điều kiện gì, hắn không cần thiết phải dùng nước sinh mệnh. Nửa canh giờ sau, Dương Bách Xuyên thu châm lại. Độc tố của Hùng Bất Nhị đã hết hoàn toàn, vết sẹo cũng không có. Lúc này, Hùng Bất Nhị cảm nhận được áp lực đang chuyển động toàn cơ thể, không còn bị độc dày vò, hắn không nhịn được mà thở dài một hơi. Vành mắt cũng đỏ lên. Nghĩ đến sự khinh miệt mà hắn ta đã nhận được từ gia tộc mình trong 10 năm qua, người đàn ông vạm vỡ như Hùng Bất Nhị cũng phải sụt sịt. Trước kia hắn ta là nhân tài trong tộc, thiếu tộc trưởng danh xứng với thực. Nhưng từ khi tới Vạn Hoa Cốc bị trúng độc ong biến dị, tu vi của hắn không thể tiến bộ thêm, thậm chí pháp lực còn tụt lùi. Ngày thường còn phải nhờ phụ vương giúp hắn ép độc, cộng thêm cánh tay bị phong ấn, dày vò tới chết đi sống lại. Trong nhiều năm, hắn ta đã từ một thiên tài trở thành kẻ vô dụng trong chính bộ tộc của mình. Bọn họ ở sau lưng hắn bàn tán, nói hắn xong đời rồi, là một đồ bỏ đi. Tất cả đều do độc ở cánh tay mang lại. Hơn nữa từ 3 năm trước đã bắt đầu có tộc lão đề nghị phế bỏ thân phận thiếu tộc trưởng của hắn, mọi người đều cho rằng một người đã trở thành đồ bỏ đi thì không gánh vác nổi trách nhiệm của tộc gấu đen. Hùng Bất Nhị đỏ mắt nhìn Dương Bách Xuyên, sâu trong đôi mắt ấy đều là cảm kích. Nhưng ánh mắt đỏ rực của Hùng Bất Nhị lại khiến Dương Bách Xuyên run rẩy. Trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, con gấu này sẽ không. Dương Bách Xuyên vừa nghĩ như vậy. Hắn vội vàng lui về phía sau bảo trì khoảng cách với Hùng Bất Nhị, khẩu vị của ông đây vẫn chưa nặng như vậy. Nhưng mà ngay sau đó Hùng Bất Nhị trịnh trọng cúi đầu với Dương Bách Xuyên, thần y, lúc trước tiểu yêu có nhiều mạo phạm, mong được thứ lỗi. Hùng Bất Nhị thành khẩn xin lỗi Dương Bách, xem như xin tha thứ cho lỗi lầm lúc trước. Dương Bách Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, chỉ cần không phải phương diện kia là tốt rồi, hóa ra là cảm tạ, còn may. Nghĩ tới nghĩ lui Dương Bách Xuyên vẫn rất tán thưởng Hùng Bất Nhị, hắn nói, đứng lên đi, ta cũng đâu chữa không cho ngươi, cần tiền khám nha. Chuyện nhỏ, cần bao nhiêu yêu tinh tệ thần y cứ việc nói. Lúc này, Hùng Bất Nhị tỏ vẻ không thiếu gì tiền. Dương Bách Xuyên gật đầu như chuyện hiển nhiên, ngay sau đó hắn quay sang nhìn Hùng Bất Nhị cười gian trá, tiền khám bệnh là đạo lý hiển nhiên, không cần nhiều lời ngươi cũng phải đưa cho ta, vấn đề mà ta đang quan tâm. Ta cũng đã nói với ngươi rồi, nếu như ta chữa khỏi thì ngươi sẽ đáp ứng mọi điều kiện mà ta đưa ra. Bây giờ vẫn được tính chứ? Hùng Bất Nhị ngẩn người không hề nghĩ ngợi nói tính, đương nhiên tính, toàn bộ dãy núi vạn yêu ai mà không biết Hùng Bất Nhị ta là nhất ngôn cửu đỉnh, có yêu cầu gì thần y cứ việc nói là được, chuyện ta có thể làm thì đều sẽ đáp ứng. Hùng Bất Nhị được chữa khỏi độc nên tâm trạng rất tốt, luôn miệng đồng ý, nhưng hắn cũng không ngốc tới mức đó. Hắn nói hễ là chuyện có thể làm được thì đều đáp ứng, điều kiện tiên quyết là phải làm được mới tính, không được cũng không thể trách hắn. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, không hề khó, tất nhiên ngươi có thể làm được. Vậy xin thần y cứ nói. Hùng Bất Nhị thở phào nhẹ nhõm. Yêu y quán của ta vừa mới khai trương, nhân lực không đủ, ngoài cửa còn thiếu quét rác, ngươi tới quét rác đi. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng nói ra điều kiện. Cái gì? Hùng Bất Nhị cho rằng mình nghe lầm. Người vây xem bên ngoài lại xôn xao. Ban đầu là ngạc nhiên vì Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi cho Hùng Bất Nhị, lúc sau lại bàn tán về điều kiện mà Dương Bách Xuyên đưa ra. Hắn nghe có người nói, trời ạ, vị y sư này có phải điên rồi không? Hắn bảo thiếu chủ của Hắc Hùng tộc, đi quét cửa. Đúng là điên rồi, tiệm này sợ là sắp bị Hùng Bất Nhị đập rồi. Y sư này cũng khá đấy, bảo Hùng Bất Nhị quét cửa lớn. Hắn cũng không sợ bị Hắc Hùng tộc nuốt chừng. Ngoài cửa lớn chúng yêu bàn tán sôi nổi, Dương Bách Xuyên lại thờ ơ không thèm để ý, hắn nhìn chằm chằm Hùng Bất Nhị, người tự nhận nói được làm được không phải sao. Vậy thì để xem có đúng hay không, điều kiện mà hắn đưa ra, Hùng Bất Nhị có thể làm được.
Không thể không nói Dương Bách Xuyên rất xấu xa, nhưng hắn đang cố ý, ai bảo Hùng Bất Nhị vừa tiến vào đã đòi đập phá tiệm, trong mắt hắn thì hành động này chính là không tôn kính, mặc dù quyết định muốn kết giao với con gấu này, nhưng cũng phải xem hắn ta có đủ tư cách hay không đã. Nói đúng hơn, hắn muốn xem Hùng Bất Nhị có nói được làm được, giữ chữ tín hay không. Nếu như ngay cả lời mình nói ra cũng không làm được, vậy càng không có tư cách làm bằng hữu của hắn. Hắn muốn cho Hùng Bất Nhị một bài học vì nói năng ngông cuồng, cũng muốn cho đám yêu quái ở thành Vạn Yêu xem, yêu y quán của Dương Bách Xuyên hắn không phải ai cũng có thể làm càn. Đây xem như là răn đe. Hùng Bất Nhị cũng rất bối rối, hắn nghĩ tới vô số khả năng, nhưng lại không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Đúng lúc này, Hùng Bất Nhị lại là nghe Dương Bách Xuyên cười nói, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, nói gì nhất ngôn cửu đỉnh. Tặng ngươi một câu, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nếu không làm được, để lại một vạn yêu tinh tệ rồi rời đi, nhưng mà nhớ kỹ lại yêu tinh tệ thượng phẩm. À, trời ơi, một vạn yêu tinh tệ, điên rồi sao? Đúng thế, một vạn yêu tinh tệ thượng phẩm đấy, giá khám bệnh trên trời à. Chấm. Dương Bách Xuyên vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng bàn tán của mọi người. Nhưng giờ phút này Hùng Bất Nhị cũng không thèm để ý cái gì mà, một vạn yêu tinh tệ thượng phẩm, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một câu người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết của Dương Bách Xuyên. Tương lai, Hùng Bất Nhị hắn sẽ trở thành tộc trưởng thống lĩnh một tộc yêu, xưa nay luôn rất coi trọng lời hứa, sao có thể nói không giữ lời, huống chi so với việc Dương Bách Xuyên chữa khỏi cho hắn, quét rác thôi thì có là gì. Hơn nữa còn có bao nhiêu yêu đang nhìn như vậy, lúc trước hắn đã nói với Dương Bách Xuyên. Chỉ cần là việc có thể làm thì hắn đều đáp ứng, nếu như hôm nay không đồng ý thì chuyện Hùng Bất Nhị nói không giữ lời sẽ truyền khắp thành Vạn Yêu và dãy núi Vạn Yêu, thử hỏi sau này hắn có thể làm gì được nữa. Có thể kết giao được một y sư như Dương Bách Xuyên tương đương với nhiều hơn một cái mạng, nghĩ kỹ lại vẫn là Hùng Bất Nhị hắn vòng vo. Hùng Bất Nhị lập tức lên tiếng, y sư nói gì vậy, Hùng Bất Nhị ta sao có thể nói mà không giữ lời. Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Trước mặt nhiều yêu quái như vậy, Hùng Bất Nhị đồng ý là được. Sau đó Hùng Bất Nhị vung tay nộp lên một vạn yêu tinh tệ tiền chữa bệnh. Nhìn thấy yêu tinh tệ Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười thầm, cuối cùng cũng khai trương rồi. Hắn quay sang nói với Trồn Nhi thu tiền. Chi chi, thân là đệ nhất tham tiền bên cạnh Dương Bách Xuyên, Trồn Nhi hoan hô reo hò, dây sau bóng màu vàng nhạt chợt lóe, một vạn yêu tinh tệ thượng phẩm đã bị Trồn Nhi thu lại. Cảnh tượng này làm cho hai mắt của Hùng Bất Nhị sáng lên, hắn lẩm bẩm, y quán này không đơn giản. Trồn Nhi vừa thi triển tốc độ, Hùng Bất Nhị nhìn mà kinh sợ. Tốc độ này cũng phải xếp hạng nhất hạng nhì ở dãy núi Vạn Yêu. Hắn lại kính trọng Dương Bách Xuyên thêm. Chấm. Bởi vì yêu y quán Vân Môn đã trị khỏi cho Hùng Bất Nhị, thanh danh ở thành Vạn Yêu cũng dần truyền xa. Yêu quái tới cửa xem bệnh càng ngày càng nhiều, mới đầu Dương Bách Xuyên còn rất ham thích. Nhưng một tháng sau hắn đã không chịu nổi, bởi vì yêu quái tới cửa tìm hắn xem bệnh càng ngày càng nhiều, nhiều nhất một ngày đạt tới hơn 300, hơn nữa nếu không phải ngoài cửa có Hùng Bất Nhị duy trì trật tự thì sẽ càng nhiều hơn. Thế nên Dương Bách Xuyên ở ngoài cửa một tấm biển, mỗi ngày tiếp đón 10 yêu, còn lại thì ngày mai lại tới. Trong thời gian một tháng, Dương Bách Xuyên không thu phục được tiểu đệ nào, bởi vì yêu quái đến đây xem bệnh, tu vi đều không lọt vào mắt Dương Bách Xuyên. Hắn cần chất lượng mà không phải số lượng, ít nhất cũng phải là yêu vương mới được, bởi vì khống chế một yêu vương đồng nghĩa với việc khống chế yêu quái của cả một đỉnh núi. Nước sinh mệnh cũng không thể lãng phí. Vậy nên hắn treo biển mỗi ngày chỉ tiếp 10 yêu, nhưng cho dù là như vậy thì vẫn có hàng trăm yêu quái đến đây xem bệnh, thậm chí không tiếc đánh nhau, có lần còn làm cho thành Vạn Yêu hỗn loạn, cuối cùng tứ đại yêu tôn Đông Nam Tây đều bị kinh động, mỗi ngày phái ra một đội tới duy trì trật tự. Sở dĩ có thế lực cả bốn phương là bởi vì vị trí yêu y quán của Dương Bách Xuyên nằm giữa trung tâm của Đông, Tây, Nam, Bắc. Hơn nữa, từ sau khi cái danh Dương Y Sư này được truyền khắp nơi, gần như cả thành Vạn Yêu đều biết tới tiếng tăm của hắn thần y. Bởi vì yêu nào tới yêu y quán của Dương Bách Xuyên đều được chữa khỏi bệnh, không hề bỏ sót một ai, vậy nên cái danh thần y mới được truyền khắp bốn thành. Cũng chính bởi vậy, tứ đại thế lực ở thành Vạn Yêu đều phải nể mặt Dương Bách Xuyên, dù sao cũng là thần y, không chừng có ngày bọn họ cũng phải cầu tới hắn. Có yêu binh yêu tướng giúp đỡ giữ gìn trật tự,
tình trạng hỗn loạn cũng biến mất. 3 tháng trôi qua, bên ngoài yêu y quán xếp hàng dài để chờ xem bệnh, có vài yêu quái cũng nghe được danh tiếng, vượt ngàn dặm xa xôi tới đây để nhờ Dương Bách Xuyên khám chữa. Bởi vì chuyện xếp hàng mà dẫn tới một vụ án mạng, nửa tháng trước có một tiểu yêu quái vượt 3.000 dặm tới, nghe danh tiếng thần y của Dương Bách Xuyên nên đến xem bệnh, kết quả là phải xếp hàng, tất cả mọi người đang xếp hàng, không xếp hàng sẽ bị đánh tập thể, thậm chí còn có thể bị đội chấp pháp của thành vạn yêu bắt đi, vậy nên tiểu yêu chỉ có thể làm theo. Kết quả chờ tới lượt tiểu yêu thì đã 5 ngày sau, bỏ lỡ qua thời gian tốt nhất dẫn tới mất mạng. Chuyện này đối với yêu ở thành vạn yêu mà nói cũng không tính là gì, mỗi ngày có bao nhiêu yêu chết cũng không đếm hết, chết một tiểu yêu chỉ có thế xem như vận khí hắn xui. Xếp hàng nhưng lại không chống đỡ được. Dương Bách Xuyên lại rất xem trọng chuyện này, hắn khiển trách Hùng Bất Nhị và Thanh Ngưu ở bên ngoài một trận. Trong mắt Dương Bách Xuyên, mặc dù tiểu yêu này không phải do hắn giết, nhưng là bởi vì hắn mà chết, đây chỉ là tiểu yêu nhưng cũng là một sinh mệnh. Với Dương Bách Xuyên mà nói, tiểu yêu từ xa ngàn dặm xa xôi đến đây là vì danh tiếng thần y của hắn, bọn họ phải tin tưởng hắn tới mức nào. Vậy mà lại chết do không chữa trị kịp thời, đây chính là sơ suất của bản thân hắn. Thế gian vô số đại đạo, y đạo lại đứng hàng đầu, nếu hắn tu y đạo thì nên có một phần trách nhiệm. Khám không ra bệnh là một chuyện, nhưng sai lầm dẫn tới mất mạng lại là một chuyện khác. Tiểu yêu vì phải xếp hàng, không cứu chữa kịp thời nên mất mạng, đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho Dương Bách Xuyên, nếu cứ tiếp tục như vậy, bởi vì sự lười biếng của hắn khiến cho yêu quái mất mạng, cuối cùng, sự trừng phạt vô hình của thiên đạo sẽ tính trên đầu hắn, đây là điều hắn không mong muốn. Tu y đạo là tích lũy công đức, hắn cũng cần làm việc thiện để hóa giải nghiệp chướng, trước kia giết người chính tạo nên nghiệp chướng, mà y đạo là cứu chữa sinh linh, có thể hóa giải sát nghiệp của hắn. Nghiệp chướng sát nghiệt giảm bớt thì khi hắn độ thiên kiếp, uy lực của thiên kiếp cũng sẽ yếu đi, hơn nữa tu y tích đức cũng giúp hắn tăng vận khí thiên đạo. Trước kia hắn không nghĩ tới, càng không có quan niệm gì, sau khi biết tiểu yêu kia chết, đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên lại sinh ra một loại cảm ngộ như vậy. Vậy nên Dương Bách Xuyên lại lập ra một quy củ, yêu quái từ xa xôi tới đây khám bệnh sẽ được ưu tiên, nếu tình trạng nghiêm trọng cần khám gấp thì không cần phải xếp hàng. Tất nhiên, quy tắc xếp hàng vẫn có hiệu lực, hắn bổ sung 2 điều sau chỉ hoàn thiện hơn. Sau khi bổ sung thêm, yêu chúng ở dãy núi Vạn Yêu lại càng đánh giá cao hơn về Dương Bách Xuyên. Được rồi, sau này tiếp tục kiên trì 1 tháng theo cách ta dạy ngươi, sẽ tự khỏi hẳn. Dương Bách Xuyên khám xong cho một tên yêu quái, sau đó dặn dò hắn ta cách điều trị. Cảm ơn thần y, cảm ơn thần y. Một tiểu yêu nói cảm ơn, sau đó trông nhỏ vươn móng vuốt. Ý nói trả tiền khám. Tiểu yêu vội vàng thanh toán tiền khám cho chồn nhỏ. Phù. Dương Bách Xuyên tiễn tiểu yêu đi, bảo thú ngũ hành gọi người tiếp theo vào. Thú ngũ hành nói, chủ nhân, hay ngài nghỉ ngơi một chút. Dương Bách Xuyên xua tay nói, không cần, hôm nay có nhiều tiểu yêu đến khám bệnh, khám xong hết rồi nghỉ ngơi. Dương đại ca, Dương đại ca. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với thú ngũ hành, Hùng Bất Nhị to giọng kêu gào. Hùng Bất Nhị, người có thể nói nhỏ chút hay không, không thấy chủ nhân đang mệt hay sao? Dương Bách Xuyên còn chưa lên tiếng, thú ngũ hành đã lên tiếng trước, hơn nửa năm nay, Hùng Bất Nhị thường xuyên ra vào yêu y quán, hơn nữa rất kính trọng Dương Bách Xuyên, nên thú ngũ hành mới dám nói vậy với hắn ta. Hùng Bất Nhị cũng không giận, bởi vì hắn ta biết rõ tính cách của thú ngũ hành. Tiểu ngũ, câm miệng. Dương Bách Xuyên mắng một câu, sau đó nhìn về phía Hùng Bất Nhị, nói, Bất Nhị, sao vậy? Hơn nửa năm nay, Hùng Bất Nhị đều kiên trì quét rác ngoài cửa, chưa từng gián đoạn, điều này làm cho Dương Bách Xuyên càng thêm coi trọng hắn ta, cũng coi Hùng Bất Nhị như bằng hữu. Dương đại ca, có yêu tu cách xa vạn dặm đến khám bệnh, bọn họ muốn gặp mặt ngươi. Hùng Bất Nhị nói, cách xa vạn dặm, Dương Bách Xuyên nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên. Hơn nửa năm nay người bệnh của hắn chính là yêu quái thành vạn yêu hoặc sống quanh thành vạn yêu, nhiều nhất cũng là yêu quái cách xa thành vạn yêu 5.000 dặm, đây là lần đầu tiên hắn gặp yêu quái cách xa vạn dặm. Đúng vậy, hơn nữa ta cũng biết một chút về yêu tu này, chủng tộc hay thế lực đều không kém so với tộc gấu đen chúng ta, hơn nữa tộc chuột yêu ngũ hành cũng là tộc thần bí nhất dãy núi vạn yêu, cho nên ta cảm thấy Dương đại ca nên gặp một lần, có khi sau này sẽ phải nhờ sự giúp đỡ của bọn họ. Hùng Bất Nhị nói rất nghiêm túc, cũng rất trịnh trọng.
Điều này cũng khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy tò mò, bảo Hùng Bất Nhị ngồi xuống, người hiểu biết như thế nào về tộc chuột yêu ngũ hành, nói ta nghe xem, rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào. Hùng Bất Nhị ngồi xuống, nói thật ra ta cũng không quá hiểu biết về tộc chuột yêu ngũ hành, cũng chỉ nghe tin vỉa hè hoặc từ các trưởng bối, nhưng có thể khẳng định, tộc chuột yêu ngũ hành không quá giống các tộc khác. Nghe đồn bốn yêu tôn đông tây nam bắc của dãy núi Vạn Yêu cũng không dám dễ dàng đắc tội tộc chuột yêu ngũ hành, thậm chí có khi còn phải nể ba phần cho tộc chuột yêu ngũ hành. Tộc chuột yêu ngũ hành là chủng tộc sống dưới lòng đất, nghe đồn dưới lòng đất là một thế giới khác, mà tộc chuột yêu ngũ hành chính là vua dưới lòng đất, tộc đàn khổng lồ, thế lực siêu nhiên. Không dễ dàng xảy ra xung đột với các tộc đàn yêu tộc khác trên lục địa, là một dòng tộc yêu tộc cổ xưa, khác với yêu thú loại chuột. Nghe đồn chuột yêu ngũ hành có được truyền thừa huyết mạch ngũ hành, là chủng tộc truyền thừa của thượng cổ hồng hoang. Ở thượng cổ, mỗi một chuột yêu ngũ hành đều rất chứa đựng huyết mạch ngũ hành cường đại. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất tò mò về tộc chuột yêu ngũ hành trong miệng của Hùng Bất Nhị, không muốn thú ngũ hành làm phiền. Sau khi thú ngũ hành rời khỏi, Dương Bách Xuyên nói, người nói tiếp. Vâng, thật ra cũng không có gì, ta cũng chưa gặp tộc chuột yêu ngũ hành bao giờ. Chỉ nghe các trưởng bối kể, nói đến đây, Hùng Bất Nhị tạm dừng một chút, đột nhiên nói thêm, à đúng rồi, còn có một chuyện rất quan trọng, ta từng nghe Phụ Vương kể, tộc chuột yêu ngũ hành rất am hiểu tin tức. Bởi vì bọn họ là kẻ thống trị dưới lòng đất, có một lời đồn khủng bố, nói tộc chuột yêu ngũ hành đã đả thông toàn bộ thế giới dưới lòng đất trong ngoài Thái Hoang, cho nên cả Thái Hoang có chuyện gì, có lẽ chủng tộc khác không biết, nhưng tộc chuột yêu ngũ hành tuyệt đối có thể biết trước tin tức. À. Nghe xong, Dương Bách Xuyên hít một hơi sau. Địa giới của dãy núi Vạn Yêu trải dài ngàn vạn dặm, nói gì đến cả Thái Hoang, hơn nữa còn là trong ngoài Thái Hoang. Nói thật, nếu đúng là vậy, tộc chuột yêu ngũ hành quá đáng sợ. Dù ở thế giới nào, sức mạnh của tin tức vô cùng khủng bố, nắm giữ được tin tức có thể theo lợi tránh hại. Nếu kẻ thù của bản thân đến trả thù, nhưng lại có thể nắm giữ được tin tức trước, chờ kẻ địch đến đã rút lui, hoặc bố trí bẫy dập. Khác gì vô địch. Đột nhiên trong đầu Dương Bách Xuyên nảy lên một suy nghĩ, nhưng, hắn cũng biết rất khó, nhưng phải thử mới biết được. Đó chính là khống chế tộc chuột yêu ngũ hành. Vậy nói cho Thanh Ngưu, hôm nay không có ca bệnh nào cần khám gấp thì treo biển hành nghề, mời người của tộc chuột yêu ngũ hành đi vào nội đường, ta muốn gặp mặt. Dương Bách Xuyên nói, hắn cần phải tranh thủ cơ hội nắm giữ toàn bộ tin tức của yêu tộc Thái Hoàng, nếu có thể khống chế được. Nó sẽ trở thành bộ môn tình báo đắc lực của hắn. Vâng, ta mời bọn họ vào, Hùng Bất Nhị gật đầu đi ra ngoài. Dương Bách Xuyên giao tiền đường cho chồn nhỏ và đả tiên thạch, chính mình đi vào hậu đường, chuẩn bị tiếp đón tộc chuột yêu ngũ hành. Hắn làm vậy vì giữ bí mật, bởi vì Dương Bách Xuyên vừa cảm thấy hứng thú với tộc chuột yêu ngũ hành, vừa đề phòng bọn họ. Nếu tộc chuột yêu ngũ hành có thể khống chế tất cả mọi chuyện xảy ra trong đại địa Thái Hoàng, vậy đồng nghĩa, tộc chuột yêu ngũ hành cũng đã biết được chuyện của hắn. Nếu đúng là vậy, vậy hắn và đám người Thanh Ngưu sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì hắn là nhân tộc, ở ngoài vực bị năm thánh địa lớn của nhân tộc đuổi giết, cũng giết chết đệ tử của năm thánh địa lớn, động tĩnh rất lớn, nếu tộc chuột yêu ngũ hành nắm rõ được mọi việc trong đại địa Thái Hoang, chắc chắn bọn họ cũng biết được chuyện của hắn. Nếu tộc chuột yêu ngũ hành chọc thủng thân phận của hắn và Thanh Ngưu, chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí kế hoạch thành lập thế lực sánh ngang với thánh địa của hắn cũng chết trong thai. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất bực bội, không có tâm trạng khám bệnh, trực tiếp treo biển dừng buôn bán, chuẩn bị gặp người của tộc chuột yêu ngũ hành. Một lúc sau Hùng Bất Nhị mang theo hai người lấm la lấm lét đi vào hậu đường, một nam một nữ, nhìn qua khoảng 20, mắt tam giác, nói lấm la lấm lét cũng không sai. Tu vi của bọn họ không cao, tương đương độ kiếp trung kỳ. Điều này làm Dương Bách Xuyên có hơi thất vọng. Nam tóc vàng, nữ tóc trắng. Dương đại ca, đây là thanh niên tài tuấn của tộc chuột yêu ngũ hành. Hùng Bất Nhị nói. Hai chuột yêu ôm quyền hành lễ, chuột bạch, chuột kim cúi chào y sư đại nhân. Dương Bách Xuyên nghe hai người báo tên, suýt nữa bật cười thành tiếng. Bọn chuột nhắt. Cố nén cười, Dương Bách Xuyên gật đầu, sau đó nói với Hùng Bất Nhị, Bất Nhị, người đi đến tiền đường giúp bọn họ. Ta trò chuyện với hai vị bằng hữu này. Vâng, Dương đại ca, có việc gọi ta. Hùng Bất Nhị nói xong, đi ra ngoài. Sau khi Hùng Bất Nhị rời khỏi đây, Dương Bách Xuyên nhìn chuột bạch,
Chuột Kim, nói, hai người ngồi xuống nói chuyện đi. Yên Chi, dâng trà. Dương Bách Xuyên nói. Lục Yên Chi bưng trà đi ra, rót trà cho ba người, sau đó đứng sau Dương Bách Xuyên. Chuột Bạch và Chuột Kim nói cảm ơn, sau đó Chuột Kim liếc nhìn nữ tử tên Chuột Bạch gật đầu, Chuột Kim mới nói, Y Sư Đại Nhân, lần này đến đây do lão tổ tông nhà chúng ta mời, hy vọng Y Sư Đại Nhân có thể đến tộc Chuột Yêu Ngũ Hành chữa trị thân thể cho lão tổ tông của chúng ta. Dương Bách Xuyên uống một hớp trà, để ý đến lúc Chuột Kim nói chuyện vẫn luôn nhìn Chuột Bạch, suy đoán nữ tử tên Chuột Bạch mới là người cầm đầu. Còn tưởng rằng hai người bọn họ đến khám bệnh, không ngờ nói thẳng đến mời chính mình đi khám bệnh cho lão tổ tông của bọn họ. Dương Bách Xuyên còn chưa từng đi khám ngoài. Bảo hắn đi xa vạn dặm, xuống thế giới ngầm khám bệnh, chuyện này không có khả năng. Ngay cả ở thành Vạn Yêu, hắn còn chưa đứng vững gót chân, nói gì đến việc đi ra ngoài khám. Nơi đó là địa bàn của tộc Chuột Yêu Ngũ Hành, còn là một thế giới ngầm hoàn toàn xa lạ. Cho nên nghe thấy Chuột Kim nói vậy, Dương Bách Xuyên mỉm cười, nói, hai vị không biết, tôi có quy củ không đi khỏi thành Vạn Yêu để khám bệnh, nếu thân thể của lão tổ tông các ngươi không khỏe, mời đến thành Vạn Yêu, ta sẽ gắng hết sức chữa trị. Y sư địa nhân, tộc Chuột Yêu Ngũ Hành chúng ta vô cùng kính ngưỡng ngài, nghe nói y sư đại nhân đối xử bình đẳng với tất cả yêu quái, cũng rất săn sóc các yêu quái đến khám bệnh, cho nên xin y sư thông cảm, bởi vì sức khỏe nên lão tổ tông không thể đến thành Vạn Yêu để chữa bệnh được. Xin y sư đại nhân đi đến tộc của ta được không? Chuột Kim nói. Nhưng Dương Bách Xuyên không muốn mạo hiểm, hơn nữa hắn cũng không tin thân thể thật sự không khỏe đến mức không đi được. Nếu thật sự bị bệnh nặng, tìm thầy trị bệnh hỏi thuốc, sao lại để ý mấy thứ này, chỉ cần có thể cứu mạng, xa đến mấy cũng đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 111.